Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 496, lời khai của thích khách. Nhu Giao kinh ngạc nhìn cô, lẩm bẩm, nghiêm trọng như vậy sao? Ta còn tưởng rằng những loại người như nàng ta không thể chết được chứ. Thương Mai nói, người vẫn còn nhớ đến nàng ta cũng thật hiếm thấy đẩy, nếu như người nguyện ý thì tới thăm nàng ta một chút đi, ta cũng không dám nói là nàng ta có thể vượt qua được, trên thực tế, ý chí muốn sống sót của nàng ta không mãnh liệt. Ý chí muốn sống sót của nàng ta không mãnh liệt, sao lại như vậy? Nhu Giao hoàn toàn không tin, nàng ta làm nhiều chuyện xấu như vậy không phải là vì để sống tốt và trở nên nổi bật hay sao? Có lẽ là sau khi rời khỏi Tôn gia, nàng ta vẫn luôn cảm thấy âu sầu thất bại, hoặc là Nam Hoài Vương không hề thiện đãi nàng ta. Đáng đời nàng ta, người nhà mình không trần quý lại đi đầu quân cho mấy đám người đầy dã tâm kia, không phải đáng đời nàng ta sao? Nếu không phải mẫu thân biết nàng ta bị thương bảo ta tới thăm nàng ta thì ta còn lâu mới tới. Nhu Giao tức giận nói, vành mắt lại càng đỏ hơn. Tôn phu nhân đúng là người tốt bụng. Bị nàng ta hai đến mức mù hai mắt rối mà vẫn còn nhớ thương tới nàng ta. Tráng Tráng thở dài nói. Rốt cuộc Nhu Giao cũng không nhịn được mà rơi lệ, mẫu thân nói trước kia nàng ta không phải là người như thế, nàng ta bị sư phụ của nàng ta dạy hư mất, từ đầu đến cuối mẫu thân vẫn nghĩ nàng ta tốt chứ không nhớ rõ nàng ta xấu, ta lại không dễ bị bắt nạt như vậy, ta không tới gặp nàng ta chết thì cứ chết đi, dù sao thì cũng không phải là người của Tôn gia. Thương Mai nắm chặt tay của nàng ta, ngươi làm gì khiến cho lòng mình thấy dễ chịu thì cứ làm đi, đừng miễn cưỡng chính mình. Nhu Giao ừ một tiếng rồi ngồi xuống giữ im lặng, thật lâu sau, nàng ta mới nói, mẫu thân bảo ta tới thăm nàng ta một chút thì ta cứ tới thăm một chút đi, cũng chỉ nhìn một cái thôi còn nàng ta sống chết thế nào ta không quan tâm. Tráng Tráng biết trong nội tâm nàng ta đang yêu hận xen lẫn, loại tình cảm này khiến cho người ta khó chịu, Thương Mai, người đưa nàng đi đi. Thương Mai đáp, cô dẫn Nhu Giao đi qua đó thấy Tiểu Khuyên vừa bưng bồn nước ra, Thương Mai hổ tinh lai rồi à? Không đâu, ngự y vẫn còn đang ở bên trong, người múc nước rửa mặt cho nàng ta sao? Đúng vậy, nô tỷ lấy bon nóc nóng để rửa mặt và lau tay cho nàng ta. Được rồi, người đi đi, Thương Mai đuổi Tiểu Khuyên đi. Nhu Giao châm chọc nói, thử người xấu giống như nàng ta mà vẫn có người cảm thấy nàng ta đáng thương, Thương Mai. Thật sự không biết nói là người ngốc hay là ngoi hồ đồ nữa. Thương Mai cười nói, lúc đối mặt với người bệnh ta là đại phu, không có lập trường khác, Tiểu Khuyên là người bên cạnh ta nên cũng giống như ta, những lúc ta không phải là đại phu mà là đối mặt với đối thủ thì người sẽ thấy ta không ngốc và cũng không hồ đồ. Nhu Giao không nói gì, nhẹ nhàng đi vào. Lúc nhìn thấy gương mặt không còn chút khí sắc của người đang nằm ở trên giường kia, nước mắt của nàng ta tí tách rơi xuống. Nàng ta dùng sức lau đi rối gượng gạo giải thích, thật ra ta cũng không hề khổ sở hay cái gì, ta đã không còn chút tình cảm nào với nàng ta nữa rồi, giữa tỷ muội cũng không hề lui tới nữa, chỉ có điều không biết vì sao khi nhìn thấy nàng ta như thế này ta lại không nhìn được nước mắt. Thương Mai hiểu rõ, giống như ở hiện đại cô chưa từng gặp ba của mình nhưng khi biết ông ta là ai, biết được tin tức ông ta đã chết, lúc đầu trong lòng cô không có cảm giác gì nhưng vẫn không ngăn được nước mắt, khóc một trận. Ngươi ngồi lại chỗ này một chút đi, ta ra ngoài. Thương Mai vừa ra đến cửa thì gặp thị vệ Đại Kim bên người Lương Vương đến đây. Vương Phi, Lương Vương Điện Hạ mời ngài đến ngự thư phòng. Có chuyện gì không? Thương Mai hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thị vệ Đại Kim nói, hai tên thích khách kia không chịu nổi cực hình nên đã cung khai, bọn chúng khai ra kẻ chủ mưu phía sau rồi à. Thương Mai gần như là vô thức nói, cung khai. Có phải bọn họ đều chăm miệng một lời nói công chúa là người sai xử phía sau màn không? Thị vệ Đại Kim khe giật mình, không phải. Thương Mai thở pháo một hơi, không phải. Vậy là tốt rồi. Thị vệ Đại Kim nhìn cô, thích khách nói Vương Phi là người chủ mưu. Thương Mai rũ mắt xuống, là ta vui mừng quả sớm rồi. Trong lòng cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, thích khách sẽ không xa lưới một cách đơn giản như vậy, nhất định là có âm mưu khác nhưng lúc ấy cô lại đoán là nhằm vào Tráng Tráng. Bởi vì bây giờ Tráng Tráng đang trưởng quản hậu cung, nếu nàng bị nghi ngờ cho dù không bị chỉ tội nhưng sợ là sẽ không thể can thiệp vào chuyện của hậu cung được nữa. Nhưng không ngờ, đối phương không động vào Tráng Tráng mà ngược lại chọn cô. Cô cười khổ, Hạ Thương Mai gì Hạ Thương Mai, không ngờ cô lại có mị lực kinh người như vậy đấy. Được, ta đi vào đó nói với Nhu Giao một tiếng rồi sẽ đi cùng ngươi. Thương Mai nói, được, vậy thuộc Hạ đi trước, thị vệ Đại Kim chắp tay rồi đi. Thương Mai di vào,
bàn giao những việc cần chú ý với ngự y, sau đó đi ra. Đi vào ngự thư phòng, Dạ Vong và Lương Vương đều đang ở đó, vẻ mặt hai người hơi ngưng trọng. Đương nhiên Thương Mai biết đã xảy ra chuyện gì, lần thẩm vấn này có cả Thượng Thư Hình Bộ cùng tới tham gia thẩm vấn, ngay cả Bao Công Công ở bên cạnh Hoàng thượng cũng tới. Hoàng thượng rất quan tâm tới chuyện ám sát lần này không phải chỉ bởi vì Quý Thái Phi mà còn có cả Trần Thái Quân ở đó. Hơn nữa trong cung xuất hiện thích khách chính là khiêu khích uy nghiêm của Hoàng đế, cho dù là ai thì cũng không thể dịn. Hoàng đế bị bệnh đã lâu nên không biết chuyện đồng mệnh cô, ông ta chỉ nhìn bề ngoài chuyện này mà bề ngoài chính là quốc bào đại chu của ông ta suýt chút nữa đã bị giết. Thích khách nói thế nào? Thương Mai hỏi. Lương Vương trầm giọng nói, lúc đầu chết sống không chịu nói. Sau đó Thượng Thư Hình Bộ nói dùng hình cuối cùng mới chịu cung khai, bọn họ nhận tội, nói là Vương Phi dùng rất nhiều tiền thu mua bọn họ ám sát Quỷ Thái Phi. Dạ Vương hang giọng một cái, Bao Công Công đã trở về bẩm báo với Hoàng thượng. Thương Mai cười khổ, xem ra, ta đã đánh giá thấp Quý Thái Phi rồi. Lương Vương tức giận nói, sớm biết như vậy thì lúc bắt được hai người kia, bản Vương đã giết chết bọn chúng ngay tại chỗ rồi. Dạ Vương thản nhiên nói, nhiều người lộn xộn. Người giết cũng không giết được, người ta đã thiết kế tốt cạm bẫy chờ nàng ấy rồi, lần này không thành thì sẽ có lần tiếp theo. Nhưng Bao Công Công đã đi bẩm báo với Phu Hoàng rồi, đây là chuyện trong cung xuất hiện thích khách, với tính tình của Phụ Hoàng thì chỉ sợ là thà nhầm chứ không bỏ sót. Dạ Vương thản nhiên nói, yên tâm đi, bây giờ Phụ Hoàng người sẽ không xử trí Hoàng Tấu đâu, không phải hắn còn cần Hoàng Tấu trị bệnh cho hắn sao? Tuy nói là như thế nhưng chắc chắn cũng không thể làm như không hề xảy ra chuyện gì. Lương Vương biết tính tình của Hoàng đế, bản quân nhiều năm hơn nữa phụ tử liên tâm, sao có thể không biết chứ? Sắc mặt Dạ Vương vẫn lạnh lùng như cũ, Chi Cien không tổn hại đến tính mạng thì hắn có thể làm được gì, bây giờ đã phái tất cả người ra rồi, sợ là sớm nhất cũng phải sáng ngày mai mới có tin tức được. Mi mắt Thương Mại đột nhiên nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn Dạ Vương, Dạ Vương, trước tiên người rút người về đi đã, bây giờ không thể giết Nam Hoài Vương. Dạ Vương nghi ngờ nhìn cô, vì sao? Ta không chắc chắn có phải mẫu cổ là Quý Thái Phi hay không, nếu như mẫu cổ là Nam Hoài Vương vậy thì lão thất sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng không phải trước đó đã thử qua rồi sao? Dạ Vương nói, là, bây giờ Thương Mai cũng không có chứng cứ thực tế để có thể thuyết phục hai người bọn họ, chỉ là trong lòng cô cảm thấy rất bất an, cảm thấy chuyện này không phải chi đơn giản như vậy. Yên tâm đi, mẫu cổ chắc chắn là Quý Thái Phi. Lương Vương nói, bản Vương nhận được tin tức. Nói Nam Hoài Vương bởi vì chuyện này còn trách tội Tôn Phương Nhi, lần này Tôn Phương Nhi bị đâm thương có lẽ chính là vì chuyện này, Nam Hoài Vương tự cao tự đại nên không dung được người phản bội hắn ta. Thương Mai nói, không, không phải Tôn Phương Nhi bị người của Nam Hoài Vương giết, là Quý Thái Phi giết nàng ta. Mẹ con bọn họ đúng là cá me một lửa, ai giết không phải cũng như nhau sao. Hơn nữa trước đó chúng ta đã thử qua, sơ là mẫu cổ đã được giải hết. Thật ra giải hết mẫu cổ rồi thì có lẽ từ cổ sẽ không phát độc nữa. Lương Vương nói, chuyện không thể đơn giản như vậy được, không thể nào chỉ đơn giản như vậy, trong lòng Thương Mai càng cảm thấy sợ hãi bởi vì Gia Vương và Lương Vương càng ngày càng đi theo phương hướng mà Quý Thái Phi đang dẫn dắt. Chương 497, Thất Hoàng Tử. Thương Mai không thể mạo hiểm tính mạng của lão thất được, cho dù lần này bị lừa cũng được nhưng cơ hội để giết Nam Hoài Vương còn rất nhiều. Dạ Vương. Bây giờ ngươi có thể hạ lệnh triệu hồi ám vệ được không? Thương Mai hỏi. Dạ Vương tính toán lộ trình rồi khế lắc đầu, sợ là không kịp nữa rồi. Đêm nay lão bát sẽ tới Kiều Trần, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đến Tô Giang Trấn, ngày mai trời tối sẽ động thủ. Cho dù bây giờ bàn Vương phái người đi, ra roi thúc ngựa cũng phải mất một ngày rưỡi mới đến được Kiều Trấn. Miễn cưỡng vẫn có thể đuổi kịp nhưng cũng không thể cam đoan, bởi vì không xác định được là ám vệ sẽ động thủ vào ban đêm hay là ban ngày. Thương Mai cũng tự tính toán một chút, Nam Hoài Vương rời kinh 3 ngày mới đi đến Kiều Trấn, hắn ta đi tương đối chậm cho nên nói mất thời gian 3 ngày còn nghe được, nếu như không ngừng nghi, ra roi thúc ngựa thì chỉ mất 1 ngày rưỡi, nếu như có thể đến đó trong khoảng 1 ngày rưỡi này, ngay cả tôi Mai ám vệ mới động thủ thì cũng không kịp. Trong lòng cô suy nghĩ loạn xạ, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó. Có phải người quá lo lắng rồi hay không? Dạ Vương thấy vẻ mặt cô không ngừng thay đổi, nghĩ rằng trong lòng cô có việc. Thương Mai nói ra nghi ngờ của mình với Dạ Vương và Lương Vương để cùng nhau phân tích một chút, hai người nghe xong, vẻ mặt cũng đều trở nên ngưng trọng. Theo như lời Thương Mai nói thì chuyện này đúng là rất quỷ dị. Hơn nữa,
nếu như Nam Hoài Vương thật sự muốn giết Quý Thái Phi mà Quý Thái Phi lại phản trở được thì người có khả năng phải hy sinh nhất là ai? Nhất định là phu thê Mộ Dung Khanh rồi. Bây giờ Thích Khách cứ một mực chắc chắn người chủ mưu phía sau là Thương Mai, cái này đã nói rõ vấn đề. Thà rằng tha cho hắn ta một lần chứ không thể để Thất Ca mạo hiểm được. Dạ Vương hạ quyết định, lập tức đi ra ngoài. Gia Vong vừa đi, Tôn Công Công tới, Vương Phi, Bao Công Công đến Huệ Khánh Cung tìm ngài, nói là Hoàng thượng muốn truyền ngài qua đó. Thương Mai nói, ta biết rồi. Lương Vương nhìn cô nói, bản Vương đi cùng người qua đó. Thương Mai lắc đầu, không, để ta tự đi, người không thể bị liên lụy đi vào chuyện này được, lòng nghi ngờ của Hoàng thượng rất nặng, người nói chuyện giúp ta ngược lại sẽ rất không ổn. Với tình hình tranh quyền đoạt thể trước mắt bây giờ, tuy Lương Vương vô tâm nhưng lòng người khó dò, Hoàng đế cũng không xác định được là hắn ta có vô tâm tranh đầu hay không, nếu như Hoàng thượng nghi ngờ hắn ta vì đoạt quyền mà bày ra âm mưu quỷ kế, thông đồng với Nhiếp Chính Vương Phi thu mua Thích Khách vào cung hành thích, hắn ta sẽ không thể giải thích được. Trên đường tới Hy Vi Cung, Tôn Công Công khuyên bảo Thương Mai, Vương Phi, lúc Hoàng thượng hỏi ngài thì ngài đừng nóng này phản bác lại cũng đừng nóng này giải thích, không cần phải nói quá nhiều, ngài chi can nói là mình không liên quan đến chuyện này là được, lòng nghi ngờ của Hoàng thượng rất nặng, ngài nói nhiều sẽ sai nhiều, cùng lắm là khi bắt được chỗ trống thì nói ra ấm ức của mình một chút còn những lúc khác không thể nhiều lời, muốn nói thì cũng nhất định phải đợi lúc Hoàng thượng hỏi tới ngài hãy nói ra những điểm mấu chốt thôi. Không nên nói nhiều mà nên khéo léo một chút. Thương Mai biết trước kia Tôn Công Công từng hầu hạ qua lão tổ tông, ông ta là lão nhân ở trong cung, ông ta cũng đã nhìn hoàng đế lớn lên nên chắc chắn sẽ biết rõ tính tình của hoàng đế nhất. Cho nên Thương Mai ghi nhớ ở trong lòng, tạ Tôn Công Công đã nói cho ta biết. Tôn Công Công khẽ thở dài, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, có đôi khi chúng ta cho rằng người đó dễ đối phó nhất nhưng thật ra lại là khó đối phó nhất. Thương Mai cảm thấy câu nói này của Tôn Công Công có bao hàm thâm ý, Công Công, có chuyện không ngại nói thẳng. Tôn Công Công khẽ nói, Hoàng thượng nhìn như tin tưởng Vương gia, tin tưởng Vương phi, thậm chí không tiếc đem hết tất cả đại quyền giao cho Vương gia, thật ra phần tín nhiệm này lại chính là vũ khí cần tay Vương gia, một khi Hoàng thượng quyết định sẽ khiến cho Vương gia nửa bước khó đi. Vương phi, ngài cân nhắc lời của lão nô một chút, lần này hoàn toàn không thể để Hoàng thượng nghi ngờ ngài được. Một khi Hoàng thượng nghi ngờ ngài thì lòng tin nhiệm đối với Vương gia cung sẽ bị lung lay, bây giờ Vương gia không thể để cho triều đình và Hoàng thượng hơi nghi kỵ nào với ngài ấy. Được, đây chính là ranh giới sinh tử. Thương Mai biết rõ lợi hại, ta biết. Đi vào Hy Vi Cung, nhìn cánh cửa cung điện màu đỏ thắm đang đóng chặt, trên cửa điện là hai chiếc vòng xích đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, Thương Mai đã ra vào Hy Vi Cung nhiều lần nhưng chưa từng có lần nào nặng nề giống như bây giờ. Từ An Cung phát hiện Thích Khách, đêm nay, đã được định trước là để cho rất nhiều người mất ngủ. Đi vào trong điện, Lộ Công Công dẫn đường ở phía trước, đi vào cửa tầm điện, Lộ Công Công nói, Vương Phi cho ở chỗ này một lát, Nghi Quý Phi và Thất Hoàng tử đang ở bên trong. Thương Mai cúi đầu nhướng mày, Hoàng đế chưa từng gặp Nghi Quý Phi nhưng lần này ngay trong lúc mấu chốt lại triệu kiến nàng ta, là được giả ra mặt sao? Hơn nữa không phải Thất Hoàng tử đang ở trường trận sao? Sao lại trở lại? Trở về lúc nào? Trong lòng Thương Mai càng cảm thấy bất an, ngay cả Thất Hoàng tử hồi cung mà cô cũng không biết, xem ra cô thật sự đã bị loạn rồi. Thương Mai đợi mất khoảng một nén nhang, cô cảm thấy mặt cũng bị gió lạnh thổi cho tê dại đau nhức rồi mới thấy Nghi Quý Phi dắt Thất Hoàng tử đi ra, sắc mặt Nghi Quý Phi rất tốt, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được búi kiểu đọa mã kế, phong cách quyên du khó tả. Thất Hoàng tử đã từng gặp Thương Mai nên khi thấy cô nhanh chân chạy vào trong điện, vừa chạy vừa hoảng sợ kêu, người xấu, nàng ta là người xấu. Thương Mai kinh ngạc, nhìn thấy nụ cười độc ác nơi đáy mắt Nghi Quý Phi. Trong điện truyền đến tiếng ho khan của hoàng đế, sao vậy? Phụ hoàng, nữ nhân xấu xa kia tới đây, chính nàng ta đã bắt nhị thần đi. Thất hoàng tử khóc nói, giọng điệu vô cùng đáng thương. Trong điện một trận chám tính, Nghi Quý Phi cười lanh một tiếng, quay người đi vào, dụ dỗ nói, thất nhi ngoan, con nhận lắm người rồi. Nàng không phải là nữ nhân xấu, đó là hoàng thẩm thẩm của con dai. Thương Mai đi vào theo, nhìn thấy thất hoàng tử trốn ở bên giường, hai tay nắm lấy cổ tay hoàng đế, cố gắng trốn ra sau lưng hoàng đế, ánh mắt hoảng sợ, không, chính là nàng ta nói muốn lột ra nhi thần, móc mắt nhi thần, chính là nhi thần nhận ra nàng ta. Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn Thương Mai, ánh mắt kia rét lạnh đến cực điểm. Cho dù Thương Mai đã trải qua rất nhiều sóng gió nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.
nhưng cô cố gắng ổn định mình, sắc mặt bình tĩnh. Hoàng đế thản nhiên nói, quý phi, mang Hoàng Nhi xuống dưới. Nghi quý phi đáp một tiếng rồi gọi thất hoàng tử tới, thất hoàng tử gắt gao nắm chặt lấy cổ tay hoàng để không chịu buông ra, nghi quý phi đi qua cưỡng ép kéo đi, thất hoàng tử trốn ở phía sau nàng ta và tránh xa Thương Mai một khoảng rất xa. Lúc nghi quý phi đi qua bên người Thương Mai thì ngước mắt lên cười lạnh một cái, sau đó kéo thất hoàng tử rời đi. Thương Mai tiễn lên, tham kiến hoàng thượng, hôm nay hoàng thượng cảm thấy thế nào? Cô vẫn vân an bình thường như mọi khi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hoàng đế nhìn cô chằm chằm, giọng nói khàn khàn, yếu ớt giống như vắt ra từ cổ họng, không tốt lắm. Vậy ta bắt mạch cho hoàng thượng trước, bằng Thương Mai tiến lên trước nhưng lại bị hoàng đế đưa tay ra ngăn cản. Từ đã, hoàng đế vẫn nhìn cô chằm chằm như cũ, vừa rồi bao công công trở về bẩm báo với trẫm là thích khách đã cung khai, xác nhận người là người đứng sau sai xử bọn chúng, trẫm muốn nghe xem người có lời gì để nói. Thương Mai bình tĩnh mà nói, hoàng thượng, ta không làm chuyện này và cũng không cần thiết phải làm như vậy. Người và quý thái phi có tranh chấp riêng, trẫm nghe nói từ lúc ngươi gả vào vương phủ cũng chưa từng tới thinh an nàng. Thương Mai nói, đúng vậy, đây là sự thật, giữa ta và quý thái phi có chút chuyện không thoải mái, bà ta không muốn nhìn thấy ta và ta cũng không muốn nhìn thấy bà ta. Hoàng đế cười, người rất thẳng thắn, cũng không biết che giấu một chút sao. Dù gì thì nàng cũng là mẫu thân của Nhiếp Chính Vương. Thương Mai nói, ta và bà ta không hợp nhau, đây là chuyện mà mọi người đều biết, ta có che giấu cũng vô dụng, chắc chắn hoàng thượng cũng biết. Hoàng đế gật đầu, ngả người ra phía sau một chút, trước đây người đã từng gặp Hoàng Nhi mấy lần. Lời này hỏi rất hứng ho nhưng Thương Mai biết, đây tuyệt đối không phải chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Chương 498, đều không tin. Thương Mai không dành suy nghĩ thêm, nói thẳng, từng gặp mấy lần, nhưng chưa từng nói chuyện. Còn vì sao hôm nay cậu ta lại nói ta là phụ nữ ác, còn muốn lột da móc mắt, ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng đế gọi cô đến, người tháo da mặt ra giúp chấm, đeo tấm da mặt giả này lâu quá, thật không thoải mái. Thương Mai đi qua, ngón tay dính nhẹ chút nước, nhẹ nhàng lột da mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tràn đầy ban đỏ. Tấm da mặt này không thoáng khí, tất nhiên không thoải mái. Thương Mai nói, bây giờ thân thể chấm càng ngày càng không tốt. Lúc nào bên cạnh cũng có nhiều người, người buông công việc trong tay xuống, sau này chuyên môn đến Hy Vi cung hầu bệnh. Hoàng đế lạnh nhạt nói. Hắn không chất vấn chuyện thích khách, cũng không truy cứu đến cùng lời nói của thất hoàng tử, chỉ đưa ra sắp xếp như vậy, tất cả giống như Dạ Vương Đoàn, hắn còn cần nhờ Thương Mai, vì vậy sẽ không làm khó dễ, nhưng đã có lòng nghi ngờ, vậy sẽ có lòng phòng bị, giữ cô ở bên cạnh nhìn chằm chằm, có thể yên tâm hơn nhiều. Thương Mai biết không cách nào xoay chuyển quyết định này. Cô rủ mắt xuống, vâng. Cô dựa theo dặn dò của Tôn Công Công, không nói nhiều, cũng không cãi lại, hoàng thượng nói cái gì thì là cái đó. Hoàng đế nghe cô nói xong, để cho cô ngồi xuống, khẽ ngước mắt, chấm biết, có lẽ người sẽ cho rằng chấm đang nghi ngờ người, nhưng mà, chấm muốn nói cho người biết, trong lòng chấm không nghĩ như vậy, bây giờ lão thất đánh trận bên ngoài, chấm giữ người ở bên cạnh, thứ nhất là bảo vệ người chu toàn, thứ hai là tránh cho người bị cuốn vào vòng tranh giành của triều đình. Lão thất ở bên cạnh chấm nhiều năm như vậy, vẫn luôn quang minh chính trực, người là thế tử, khó tránh khỏi sẽ bị người ta lợi dụng, chấm không hy vọng. Danh tiếng của lão thất sẽ vì người bị lợi dụng mà tổn hại. Lời nói này nói rất rõ ràng, Hạ Thương Mai, người làm thế tử như người thì yên tâm ở lại trong cung, nơi nào cũng đừng có đi, tránh việc bôi xấu cho lão thất. Vâng, Thương Mai trả lời. Hoàng đế khẽ lắc đầu, có phải trong lòng người không phục? Thương Mai ngẩng đầu. Ánh mắt bình thản, chăm chủ nhìn hoàng đế, không, hoàng thượng, ta không hề không phục, ta chỉ cảm thấy oan ức. Người oan ức cái gì? Hoàng đế nhẹ giọng hỏi, giọng điệu lại đột nhiên lạnh lẽo. Thương Mai thẳng thắn nói, thật ra ta biết trong lòng hoàng thượng cảm thấy thích khách là do ta phái đi, cũng cảm thấy thất hoàng tử nói những lời kia là bởi vì ta từng làm gì đó đối với thất hoàng tử. Nhưng mà, đối với những chuyện này, ta hoàn toàn không biết gì cả người cảm thấy một đứa bé 7 tuổi sẽ nói dối. Hay là nói, những gì nó nói hôm nay đều là có người xúi dục, nhưng phản ứng kia của nó, sợ rằng không giả được. Hoàng đế lạnh nhạt nói. Thương Mai biết mình nói hơi nhiều rồi, lời của Tôn Công Công rất có lý, bởi vì có một số việc không cách nào giải thích, nói nhiều sai nhiều. Ngay cả chuyện thất hoàng tử này, dù nói nào thì cũng đều là lỗi của cô, một đứa bé sẽ không sai, bởi vì là một đứa bé 7 tuổi, sao có thể nói dối giỏi như vậy. Trên thực tế,
Hôm nay ngay cả cô cũng cảm thấy thất hoàng tử không nói dối, bởi vì phản ứng của cậu ta vô cùng chân thật, sợ hãi của cậu ta cũng vô cùng chân thật. Nếu nói một đứa bé có thể diễn kịch cao siêu như ảnh đệ, vậy thất hoàng tử thật sự đáng sợ. Thương Mai rủ mắt xoong, không thể giải thích, đúng vậy, thất hoàng tử sẽ không nói dối, nhưng ta thật sự chưa từng đe dọa cậu ta. Được rồi, chấm không truy cứu vấn đề này, người cũng không cần cử luôn chứng minh trong sạch của mình, chấm giữ người ở bên cạnh chính là cho ngươi một cơ hội, nếu người làm sai, còn có thể thay đổi, nếu người chưa làm, trước sau gì cũng sẽ được phơi bày. Hoàng đế phiền chán phất tay. Thương Mai không nói gì nữa, lẽ ra vừa rồi cô không nên nói những lời kia. Ngồi ra ngoài đi, trở về báo lại với công chúa, bây giờ người có chuyện phải xử lý, sau đó chuyên tâm đến chữa bệnh cho chấm hoàng để đuổi cô đi. Thương Mai khom người cáo lui, biết nhiều lời vô ích, trái lại sẽ càng khiến hoàng đế cảm thấy có đang ngụy biện. Ra đến bên ngoài Hy Vì Cung, đã thấy Nghi Quý Phi và thất hoàng tử đứng ở bên hồ, gió lạnh thổi qua, nàng ta đã phủ thêm một chiếc áo choàng lông chồn, ý cười giạt rào ngắm nhìn thất hoàng tử đang chơi đùa. Thấy Thương Mai đi ra, nàng ta cười nói, Vương Phi ra rồi. Thương Mai nhìn thất hoàng tử cũng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bắt đầu trở nên hoảng hốt, che miệng, cả người lùi về phía sau, thoạt nhìn giống như sắp sụp đổ rồi. Thương Mai nhíu mày, đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì? Trước kia gặp cô đều không như vậy. Khi đang suy đoán, đã thấy thất hoàng tử bật cười ra tiếng, phảng phất là trong nháy mắt, tất cả sợ hãi căng thẳng đều rút sạch, bước lên nắm tay Nghi Quý Phi, mẫu phi. Mình về đi, không có gì vui để chơi, người phụ nữ này vô cùng ngu xuẩn. Thương Mai nhíu chặt mày, hồi lâu vẫn chưa buông lòng, trong lòng rất khiếp sợ, đứa bé trước mặt thật sự là một đứa bé 7 tuổi sao. Ngụy trang của cậu ta, giả dối của cậu ta, mưu tính của cậu ta, nói cậu ta 27 tuổi cũng không đủ. Nghi Quý Phi đi qua người cô, cười lạnh nói, xem không hiểu. Không sao, chuyện người xem không hiểu còn nhiều lắm, chờ đi, hạ Thương Mai. Thế giới này không phải một mình người có thể đùa bỡn, không có bản cung, người vô vị biết bao. Nói xong, điên cuồng nở nụ cười, rời đi cùng thất hoàng tử. Thương Mai nhìn bóng lưng mẹ con họ, chỉ cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi cắt da cắt thịt, lạnh đến mức không nhịn được mà rùng mình. Xem ra, quả thật đã đánh giá thấp Nghi Quý Phi và Quý Thái Phi trong cung này rồi. Trở lại Huệ Khánh Cung, Trảng Tráng và Lương Vương đang sốt ruột chờ đợi, thấy cô đi vào. Tráng Tráng kéo lấy cô, vội vàng hỏi, hoàng thượng nói cái gì? Trách tội ngôi không? Thương Mai trầm giọng nói, hắn không hỏi tội, nhưng lại để ta bỏ xuống tất cả mọi chuyện trong tay, đến Hy Vi Cung hầu bệnh. Thật sao? Sắc mặt Tráng Tráng thay đổi, han tin lời nói của thích khách. Thương Mai không kịp nghĩ những điều này, kéo Tráng Tráng ngói xuống, nói ra khác thường vừa rồi của thất hoàng tử. Tráng Tráng và Lương Vương đều lấy làm kinh ngạc, Tráng Tráng hỏi, người nói là, ở trước mặt hoàng thượng, cậu ta tỏ vẻ rất sợ hãi người, còn nói người là người ác. Thương Mai nói, đúng vậy, cậu ta nói ta là phụ nữ ác, từng uy hiếp muốn lột da cậu ta, móc mắt cậu ta. Tráng Tráng hoảng sợ, chẳng lẽ, có người giả thành dáng vẻ của người đi đe dọa cậu ta? Không phải, Thương Mai lắc đầu, lúc đi ra, ta gặp mẹ con bọn họ ở bên hồ, lúc đầu thất hoàng tử cũng tỏ vẻ vô cùng sợ hãi ta, nhưng về sau ta biết cậu ta là giả vờ, cậu ta cười, cười đến. Vô cùng ác độc. Thương Mai thật sự không muốn dùng hai chữ ác độc để hình dung một đứa bé 7 tuổi, nhưng mà, nụ cười kia của thất hoàng tử, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Tráng Tráng và Lương Vương liếc nhìn nhau, đều không tin. Lương Vương nói, đứa bé tiểu thất này, tuy nói ngày thường tinh tinh không được ngoan ngoắn, nhưng cũng không đến nỗi. Ác độc chứ, còn nữa, người nói sợ hãi của cậu ta đối với người là già, vậy khi ở trong điện, phụ hoàng không nhìn ra sao? Một đứa bé 7 tuổi, dù thế nào cũng khó có thể giấu giếm được con mắt tinh tường của phụ hoàng. Thương Mại cười khổ, đừng nói là hoàng thượng, ngay cả ta, khi ở trong điện nhìn thấy dáng vẻ kia của cậu ta, đều cho rằng đó là thật. Trên thực tế, lúc ấy ta cũng suy đoán, có phải có người giả thành dáng vẻ của ta đi đe dọa cậu ta, mới có thể khiến cậu ta sợ hãi ta như vậy. Có vẻ Lương Vương hơi khó tiếp nhận, dù sao, thất hoàng tử là đệ đệ của hắn chỉ là một đứa bé. Một đứa bé 7 tuổi. Chương 499, Tôn Phương Nhi tỉnh lại. Lúc Dạ Vương Tiên vào thì thấy mặt hai người đầy khiếp sợ, hỏi chuyện gì xảy ra. Lương Vong nói lại chuyện thất hoàng tử một lần nữa, sau và nói, điều này không thể nào xảy ra được, đứa trẻ sẽ nói dối, nhưng có thể giấu giếm được phụ hoàng. Bồn Vương thế nào cũng không tin được.
Dạ Vương ngoi xuống, cười một tiếng, ngoi dễ tin người nhất. Thương Mai nhanh chóng nhìn Dạ Vương, vương gia sao lại nói ra lời này? Ngươi biết cái gì? Tráng Tráng và Lương Vương cũng hai mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn Dạ Vương. Dạ Vương cầm bình trà trên bàn lên, đặt ở trên lò than, dùng tay áo quạt một chút, lửa than chảy lên, chỉ là chốc lát, bình trà mở hờ lập tức phát ra tiếng tí tách. Dạ Vương rót trà, uống một hóp, vẫn không lên tiếng. Tráng Tráng tức giận nói, người cổ ra vẻ bí ẩn làm gì? Mau nói. Dạ Vương đặt chén ở trong lòng bàn tay xoa xoa, mỗi mỏng nhếch một cái, đứa trẻ dễ đối phó đúng không? Nhưng tiểu thất so với sự tưởng tượng của các người còn hư hơn, hoàn toàn hư hỏng rồi. Hư hoàn toàn rồi, làm sao biết chứ, chẳng qua là một đứa trẻ 7 tuổi. Tráng Tráng thật sự bối rối. Trẻ con thì sao? Dạ Vương hừ lạnh, khi thật sự cần ác độc, sự độc ác của trẻ con càng thuẫn túy. Thương Mai Chi cảm thấy nước ở hậu cung càng ngày càng sâu rồi. Cô nói, lão thất ở bên ngoài giết địch, trong cung này lại xuất hiện tiểu thất hạ thủ với chúng ta, thật là châm chọc không có gì châm chọc cả. Hoàng gia phải trải qua những chuyện này, trước kia vẫn còn lão tổ tông, mây đời đều không có chuyện như vậy, coi như xuất hiện, cũng bị lão tổ tông bóp chết từ sớm, bây giờ lão tổ tông đi rồi, ai không muốn leo lên đăng cơ. Lại nói thời điểm lão tổ tông ở trong cung, không ai có thể so sánh được, ai cũng muốn cho thành người như bà ấy, chó cùng rứt dậu. Hôm nay người có dã tâm không riêng gì con cháu Mộ Dung gia, còn có dâu của Mộ Dung gia. Tràng Tráng kinh ngạc nhìn hắn, hôm nay, ta coi như biết tại sao Hoàng thượng kiêng kỵ Tiêu gia như vậy, bởi vì phàm là bất kỳ một vị vương gia hoàng tử nào có dã tâm có được sự tương trợ của Tiêu gia cũng có thể kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Thất phu vô tội hoài bích có tội, Tiêu gia không có dã tâm tạo phản, nhưng có bản lĩnh tạo phản. Thương Mai nhẹ giọng nói, triều đại thay đổi, đổi hướng cải tiến. Vốn không phải chuyện của phụ nữ, nếu Tiêu Kiêu bình yên vô sự trở về, ta sẽ cùng hắn rời khỏi kinh thành này, không quan tâm những chuyện vớ vẩn này nữa. Tráng Tráng thở dài nói. Không phải cô ích kỷ mà là cô thật sự chán ghét. Cả đời này của cô có mấy ngày là sống vì mình. Cô không muốn lãng phí thời gian của mình nữa. Tim Thương Mai cũng thắt lại, nhìn Dạ Vương hỏi, thất hoàng tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Là có người xúi dục hay là bản tính thằng bé như vậy? Cô thật sự không muốn tin tưởng bản tính của một đứa trẻ 7 tuổi lại ác độc như vậy. Dạ Vương nhàn nhạt nói, bản tính của phần lớn hài tử đều lương thiện, nhưng bản tính của tiểu thất bổn vương cũng không nói chắc được. Bốn vương nói cho các ngươi nghe chuyện này đi, là chuyện xảy ra mấy tháng trước, con trai của đại phu Tà Quang Lộc cũng chính là em trai của Nghi Quý Phi vào cung thăm Nghi Quý Phi. Lúc nói chuyện với Nghi Quý Phi hơi mâu thuẫn, lúc hắn rời đi, chân trái bị chém đứt. À! Tráng lớn giật mình, người đừng nói với ta là tiểu thất làm. Là hắn, Dạ Vương ngước mắt nói, hắn ở sân luyện kiếm, kiếm bay ra ngoài, vừa vặn chém vào chân của Lý Thiếu Gia, một kiếm này ác liệt dị thường, lại chém đứt gân chân. Hắn mới 7 tuổi, làm sao có tu vi võ công cao thâm như vậy? Dạ Vương cười nhạt, đương nhiên không phải hắn tự mình hạ thù, mà là thị vệ đâu kiểm với hắn, thời điểm nghe theo sai khiến của hắn đánh bay kiếm dùng chút kỹ xảo. Chuyện này, người làm sao biết đóc? Tráng Tráng hỏi, bổn vương tận mắt nhìn thấy, đúng lúc đi ngang qua. Dạ Vương nói, trùng hợp để bị người nhìn thấy như vậy, thật sự là trùng hợp như vậy, bốn vương phải đi từ An Cung Thinh An Mẫu Hậu, đi ngang qua Nghi Lan Cung mà thôi. Dạ Vương hất cái chén, mặt mũi lạnh lùng, thật ra thì nói đúng lúc cũng không phải đúng lúc, bổn vương sẽ nhìn thấy, chỉ có thể nói rõ loại tần số phát sinh chuyện này rất cao, người có thể đi tra một chút, một năm này, Nghi Lan Cung chết bao nhiêu cung nữ thái giám. Tráng Tráng hoàng sợ, tại sao người không nói sớm? Bồn vương là đứa con hoàng thất phứt bỏ, không muốn làm quá nhiều chuyện dư thừa trong cung. Vẻ mặt Dạ Vương hơi tịch mịch, Thương Mai nhìn ra được, hắn không phải là bởi vì hoàng thất phứt bỏ, mà là bởi vì những âm mưu tranh đầu của các triều đại trước trong chốn hậu cung. Người muốn sống an ổn thấy loại chuyện này, ai không mất hết ý chí. Đổi lại là cô, nếu không phải boy vì lão thất, cô cũng lười đụng vào vũng nóc đục này. Sớm tìm nơi nào mát mẻ trốn đi rồi. Lương Vương nói sang chuyện khác, đã phái người đi ra ngoài chặn ám vệ lại chưa? Dạ Vong nói, người phái đi ra ngoài rồi, nhưng có thể chặn lại hay không, còn phải xem tạo hóa của lão bát. Lần này ám vệ được điều động, thứ nhất vì người đầy đủ, thứ hai Dạ Vương có ám chỉ của Hoàng đế, muốn hạ độc thủ cho nên nếu như không chặn lại được, lần này Nam Hoài Vương là kiếp số khó trốn thoát. Mi tâm Thương Mai lại đột nhiên nhảy lên. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều bình thường, duy chỉ có an nguy của lão thất,
hẳn không có chuyện gì, cô chịu đựng nhiều hơn nữa cũng không sao. Cô chịu đựng nổi, Nhu Dao vẫn còn ở bên trong sao? Thương Mai hỏi, đúng vậy, vẫn đang phụng bồi, không đi đâu. Tráng Tráng nói, thật ra thì trong lòng Nhu Dao vẫn nhớ người chị này. Ta nhìn ra, có lẽ, trước kia Tôn Phương Nhi cũng từng đối tốt với cô ấy, chẳng qua là sau đó thay đổi, con người một khi có dục niệm thì sẽ trở nên rất kinh khủng. Thương Mai cảm khái. Nhu Dao đúng là còn cảm tình với Tôn Phương Nhi, ban đầu yêu mến bao nhiêu, bây giờ căm ghét bấy nhiêu. Chẳng qua căm ghét thế nào đi nữa cũng bởi vì đã từng đối tốt mà không bỏ được, không để ý. Nhu Dao ngồi ở mép giường, nhìn dáng vẻ hấp hối cô, nhớ tới rất nhiều chuyện khi còn trẻ, trong lòng vô cùng khổ sở. Cô nhẹ giọng nói, nếu như hết thảy đều không thay đổi thì tốt biết bao. Mấy năm qua, ta nhớ tới người, đều là hận thấu xương, có thể hận người hơn nữa. Ta cũng không giết người, luôn dùng những năm tháng khi còn trẻ để tha thứ cho người, chẳng qua là còn có thể tha thứ cho người bao nhiêu lần chứ. Người tiếp tục như vậy nữa, người không quay lại được rồi. Nàng ta vừa nói, nước mắt ướt đẫm mắt, đưa tay tùy ý lau một chút, trong lòng lướt qua hoảng hốt đau buồn, được rồi, nói nhiều với người cũng không có tác dụng, người không nghe được, nghe được cũng đại khái chỉ biết cười nhạo ta hèn yếu, cười nhạo ta ngu xuẩn, người đều đối với mẫu thân như vậy rồi, mẫu thân còn băn khoăn chết sống của ngôi, ta quả thật cũng ngu xuẩn, còn tôi nhìn người làm cái gì đây? Chết thì chết đi. Coi như thiếu một người tỉ tỉ, Tôn gia không thiếu một người xấu. Nói xong, cô đứng dậy muốn rời đi. Một cái tay nhanh chóng kéo cổ tay cô lại. Nhu Dao ngân ra, cơ hồ là trong nháy mắt quay đầu lại, không dám tin nhìn người trên giường. Tôn Phương Nhi từ từ mở mắt ra, trong mắt đấy nước mắt, nhìn chằm chằm cô. Nhu Dao không biết phải đối mặt thế nào, hất tay của cô ấy ra, chạy như bay ra. Thương Mai vừa tới cửa thì thấy cô lao ra. Vội vàng ngăn lại, Nhu Dao, sao vậy? Nhu Dao khóc nói, nàng ta chết rồi. Thương Mai a một tiếng, chạy vào thật nhanh, vào tới mép giường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Nhu Dao này. Chương 500, giải thích nghi ngờ. Tôn Phương Nhi mở mắt ra, đôi mắt đờ đẫn, đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn, Nhu Dao. Đi rồi, nàng ấy ra ngoài rồi, người thấy thế nào? Thương Mai ngồi ở bên giường, vén chăn lên xem vết thương. Tôn Phương Nhi không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn ra cửa, dù trên mặt không lộ cảm xúc nhưng ánh mắt rất kích động. Vết thương không có gì khác la. Thương Mai lấy kim châm vào huyệt, độc tính đã được loại bỏ, người tinh lại, có nghĩa là nàng ta đã từ quỷ môn quan trở về. Là người đã cứu ta. Tôn Phương Nhi quay đầu qua, nhìn Thương Mai. Coi là vậy đi, Thương Mai không hề khiêm tốn, ta sẽ không cảm ơn ngôi. Tôn Phương Nhi nói. Thương Mai nhìn nàng ta, sao Quý Thái Phi lại muốn giết ngươi? Cô không quan tâm nàng ta có cảm ơn hay không? Cô cu nàng ta chỉ vì muốn biết chuyện mà cô chưa biết. Tôn Phương Nhi im lặng, không trả lời. Thương Mai biết mình không dễ cậy được miệng của nàng ta. Tối thiểu, Tôn Phương Nhi sẽ không nói với cô. Cô đi ra ngoài, thấy Nhu Dao vẫn ở trong sân. Thương Mai nói với Nhu Dao, Nhu Dao, người giúp ta một việc. Người vào trong hỏi nàng ấy xem. Có phải mẫu cô là Nam Hoài Vương không? Thứ gì cơ, Nhu Dao lau nước mắt, có phần không muốn vào trong. Nhưng nhìn về mặt nghiêm trọng của Thương Mai, nàng ta biết đây là chuyện quan trọng. Người hỏi nàng ta như vậy, nàng ta sẽ trả lời ngươi. Thương Mai nói. Nhu Dao gật đầu, được, để ta đi hỏi. Nàng bước vào trong, sau một nén hương, nàng đi ra và nói với Thương Mai, nàng ta nói mẫu cổ là Nam Hoài Vương. Thương Mai tức giận, nàng ta lừa Hồ Hạnh Nhi, nhưng cô lại lập tức hết giận. Lúc này, có ai mà không có âm mưu chứ? Nhu Dao lắc đầu, không, bản thân nàng ta cũng cho rằng mẫu cổ là Quý Thái Phi. Nhưng mãi đến khi Quý Thái Phi xuống tay với nàng ta mới biết Quý Thái Phi đưa rượu mẫu cổ cho Nam Hoài Vương uống. Hơn nữa, nàng ta nghi ngờ bây giờ Nam Hoài Vương chắc hẳn đã trúng độc. Có lẽ Quý Thái Phi đã cho Nam Hoài Vương uống chấm độc trước khi hắn đi. Cái gì? Thương Mai vô cùng kinh ngạc, vậy độc của Nam Hoài Vương đã phát chưa? Sao Quý Thái Phi phải làm như vậy? Đây là suy đoán của nàng ta, bởi vì thuốc độc của Quý Thái Phi đều do nàng ta đưa. Chỉ có nàng ta mới biết giải độc thế nào. Nếu Quý Thái Phi muốn giết nàng thì có thể ra tay từ lâu, chẳng qua bà ta vẫn không làm. Nhưng chờ sau khi Nam Hoài Vương rời kinh, bà ta mới ra tay. Cho nên nàng ta đoán chắc Quý Thái Phi đã hạ độc cho Nam Hoài Vương. Thương Mai không hiểu lắm, không nhịn được lại xông vào trong, Tôn Phương Nhi, ta cứu người trả lại ta một món nợ ân tình, giữa hai ta xem như hết nợ.
Tôn Phương Nhi nhìn cô, suy nghĩ một lát mỏi nói, được, người muốn biết gì, ta đều nói cho người biết hết. Sau khi nói cho người biết xong, ta không no đi en cứu mạng của người nữa. Thương mại không nói thừa, hỏi thằng, người bảo Hồ Hạnh Nhi chuyển lời cho ta, nói Nam Hoài Vương giỏi đốc trùng 5 ngày của người, muốn hạ độc cho Quý Thái Phi. Người cố ý dẫn dắt chúng ta, nói Quý Thái Phi mới là mẫu cổ, đúng không? Còn nữa, sao Quý Thái Phi muốn giết người? Người biết gì? Tôn Phương Nhi cũng là một người sảng khoái, nếu đã nhân nói hết lại nói luôn, đúng là ta bảo Hồ Hạnh Nhi chuyển lời cho ngươi, nói Nam Hoài Vương muốn giết Quý Thái Phi, lại đòi độc trùng 5 ngày của ta. Nhưng Quý Thái Phi nhìn thầu được hắn nên không bị mắc lừa, cũng không trúng độc. Về phần Quý Thái Phi muốn giết ta là vì ta có thứ quan trọng có thể giải cổ, không có máu của ta thì không có cách nào giải cổ được. Bà ta không thể để cho Nam Hoài Vương giải cổ, càng không muốn để cho Nam Hoài Vương biết bản thân hắn là mẫu cổ. Nói không xuôi, bà ta muốn giết người thì có rất nhiều cơ hội, tại sao phải lựa chọn ra tay vào lúc này? Thương Mai hỏi, về điểm này, ta đoán là vì bà ta hạ độc cho Nam Hoài Vương. Tất cả thuốc độc của bà ta đều do ta cho, giết ta roi, không ai có thể giải được loại độc mà bà ta đã hạ độc cho Nam Hoài Vương. Về phần trước đó bà ta không giết ta là vì ta còn có giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ bà ta không cần ta nữa, bởi vì bà ta tự nhận mình đã có thể nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay. Quan trọng nhất là bà ta đã nghi người thì không dùng người, bà ta đã có lòng nghi ngờ ta, lại cảm thấy ta là người của Nam Hoài Vương. Thỏ khôn chết hẳm chó săn, ta đã không cần thiết phải tốn tại nữa. Bà ta hạ độc cho Nam Hoài Vương là gì độc, lúc nào thì độc sẽ phát ra. Chỉ cần bà ta không cho giải dược, một tháng sau độc phát thì sẽ chết. Mẫu cổ chết, cổ con cũng sẽ chết. Cho nên mục đích cuối cùng khiến bà ta giết Nam Hoài Vương là vì muốn giết Mộ Dung Khanh. Đương nhiên, nếu ta đoán không nhầm, bà ta han là bỏ thuốc độc mãn tính, sẽ không lập tức lấy mạng của Nam Hoài Vương, mà phải thông qua thủ đoạn hạ độc để khống chế han. Nếu ta không chết, bà ta không đạt được mục đích khống chế Nam Hoài Vương. Thương Mai không hiểu, người chết, đồng mệnh cổ không thể giải đốc. Nưu lão thất gặp chuyện không may, mẫu cổ ở chỗ Nam Hoài Vương cũng sẽ chết. Sao bà ta phải làm vậy? Tôn Phương Nhi lạnh lùng nói, nếu thể lực của bà ta đủ kinh người, có thể thông qua khống chế bất kỳ một hoàng tử nào đó để đạt được mục đích của mình. Bà ta không giống với Long Tần. Long Tần là vì con trai của mình, nhưng bà ta chỉ vì chính mình. Bất kỳ một hoàng tử nào đăng cơ, chỉ cần bà ta đến nâng đỡ lên, thể lực của bà ta vẫn còn, bà ta chính là người ở phía sau nhiếp chính, bà ta chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Thương Mai không ngờ Quý Thái Phi lại có tham vọng lớn như vậy. Đại khái là bà ta muốn làm theo lão tổ tông. Một vấn đề cuối cùng, giấm chua có liên quan gì với cổ độc của ngôi? Thương Mai hỏi. Tôn Phương Nhi có hơi kinh ngạc, sao người lại hỏi vậy? Ngôi không cần quan tâm, ngôi chỉ để ý trả lời thôi. Giấm chua có liên quan gì tới cổ độc của ngươi? Lần này Tôn Phương Nhi im lặng một lát mới nói, ai nói cho người biết điều này? Người không cần biết. Tôn Phương Nhi lắc đầu, nếu người không nói, vậy ta từ chối trả lời. Thương Mai thấy thái độ nàng ta kiên quyết, chỉ đành phải nói, A Xà cô cô bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu nói. Mặt Tôn Phương Nhi tái nhót, nói vậy, trước đây hẳn chúng cổ độc của ta lại tuyệt tình với ta như vậy, là vì Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm giải cổ độc cho han. Hạ Thương Mai, ta thông minh cả đời, cho rằng với cổ độc có thể nằm tất cả trong tay. Nhưng theo Thái Hoàng Thái Hậu thấy, tất cả những điều này cũng chỉ là trò trẻ con. Vậy chứng tỏ giấm chua có thể giải cổ? Thương Mai hỏi. Tôn Phương Nhi lắc đầu, không, giấm chua không thể giải cổ, nhưng giấm chua có thể ngăn chặn cổ trùng sinh trường, có thể khiến cho cổ trùng không nghe theo sự sai khiến của ta. Người thường uống giấm, cổ trùng chắc chắn sẽ không tiến vào chiếm giữ được, bởi vì cổ trùng sợ mùi giấm chua. Hóa ra là vậy, không trách được lão thất luôn ép nàng uống đam, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gạo nếp trị gỗ sắt. Cổ trùng thứ làm người ta nghe thấy đã giận người này lại có thể bị giấm chua trị. Thương Mai cười giễu cợt, Quý Thái Phi hạ độc cho người vì nghĩ rằng người sẽ chết, không ngờ được người vẫn có thể sống tiếp. Tôn Phương Nhi bình tĩnh nói, hai mẹ con bọn họ cho rằng mình đã hiểu rất rõ về ta, nhưng bọn họ còn có chỗ không biết về ta. Người vẫn còn nguy hiểm, bà ta sẽ phái người tới giết ngôi. Thương Mai nói, Tôn Phương Nhi nhìn cô, người yên tâm, ta sẽ không cầu xin người bảo vệ. Thương Mai lắc đầu, ta không phải có ý này. Trên thực tế, bây giờ ta cũng khó bảo vệ được chính mình. Tôn Phương Nhi khẽ run lên, ngươi, những thích khách này là do Nam Hoài Vương phái tới. Chết 5 người,
hai người còn lại đứng ra xác nhận ta là người sai khiến. Hoàng thượng đã tin rồi. Tôn Phương Nhi lắc đầu, chết 7 người, không thể nào chỉ chết 5 người được. Trừ khi bọn họ dùng giải dược từ trước, bằng không chúng phải bột độc của ta đều sẽ chết. Trước khi hôn mê, nàng ta đã nhìn thấy 7 người đều ngã xuống, không thể có người sống. Chương 501, trận tên. Đầu óc Thương Mai lập tức tỉnh táo, có 7 người chết, ở hiện trường chỉ phát hiện 5 người, có 2 người còn sống, vậy thì 2 người còn sống đó chắc chắn được chuẩn bị từ trước, sau khi bị tra tấn xong sẽ khai ra, đây chính là mục đích của bọn họ. Nếu như vậy, còn có 2 thi thể nữa, vào giờ phút quan trọng này, Quý Thái Phi không có cách nào di chuyển được thi thể ra khỏi cung, bởi vì từ sau khi bắt thích khách xong, thủ vệ trong cung đã nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Họ canh gác ở các cửa cung, Dạ Vương còn tăng cường phòng ngự ở khu vực trên cao, buổi tối đi lại trong cung, nếu nghe thấy có động tĩnh lạ trên cây, thì đó chính là người mà hắn sắp xếp. Thi thể còn ở trong cung. Chỉ cần tìm được thi thể của 2 tên thích khách là có thể trả lại trong sạch cho cô. Người xác định có 7 người chết, Thương Mai lại xác nhận lần nữa. Tôn Phương Nhi khẳng định, chắc chắn là có 7 người, trong điện chỉ có ta, Quý Thái Phi và 7 tên thích khách kia, giải độc phấn ra ngoài. Chỉ cần hít vào một chút thì đều sẽ chết ngay, đương nhiên ngoại trừ ta ra, ta nghiên cứu chế tạo ra độc phần, ta đã thử qua tất cả các loại độc, có thể kháng độc tính, ta cũng sẽ trúng độc nhưng không chết. Thương Mai nhớ Lão Thái Quân nhắc đến chuyện bắn tên, hỏi, lúc thích khách đến, có 7 người, Lão Thái Quân nói bên ngoài có người bản tên, nhưng mà ở hiện trường lại không tìm được mũi tên nào, người biết vì sao không? Tôn Phương Nhi cười châm chọc, chuyện này còn cần hỏi ta à? Có thể dọn dẹp hiện trường nhanh như thế, trừ mấy thân vệ bên người Quý Thái Phi ra cũng chỉ còn cấm quân. Thương Mai hiểu ý của nàng, nếu là người của Quý Thái Phi thì chẳng có gì lạ, nhưng nếu là cấm quân, vậy chính là có kẻ phản bội. Cảm ơn, ta biết rồi. Thương Mai chắp tay đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, cô dặn dò Tráng Tráng nhất định phải bảo vệ Tôn Phương Nhi cẩn thận, bởi vì Quý Thái Phi chắc chắn sẽ ra tay. Lần này không giết được Tôn Phương Nhi. Kế hoạch của bà ta còn có sơ hở, chỉ cần Nam Hoài Vương tìm Tôn Phương Nhi sẽ giải độc cho hắn, Tôn Phương Nhi sợ hãi Nam Hoài Vương từ song xương tủy, cảm giác sợ hãi này làm nàng không dám cãi lời Nam Hoài Vương. Cô để Dạ Vương và Lương Vương đi tìm thi thể của 2 tên thích khách kia, cô không có cách nào để đi tìm. Ôm hòm thuốc, sửa soạn mấy bộ quần áo, dẫn theo Đao Lão Đại và Tiểu Khuyên, Thương Mai đến Hy Vi Cung ngồi tù. Thương Mai đi rồi. Tráng Tráng ra lệnh phong tỏa tin tức, không được để tin Tôn Phương Nhi đã tỉnh lại truyền ra ngoài. Lần này Dạ Vương đích thân ra mặt, phái người theo dõi sát sao Tử An Cung. Hắn đồng ý với ý kiến của Thương Mai, thi thể của thích khách có lẽ chưa được đưa ra khỏi cung, bây giờ trời rét lạnh, thi thể để đó 2-3 ngày cũng sẽ không bốc mùi, nhưng mà thi thể cũng phải xử lý, không thể để ở Tử An Cung mãi được. Cùng lúc đó, Dạ Vương bắt đầu điều tra hàng loạt những cấm quân từng bước vào Tử An Cung hôm đó. Xem ai đã giấu tên đi. Điều tra hàng loạt dễ dàng tra xét ra được, là thống lĩnh thị vệ Đông Cung Thái tử Lương Thụ Lâm, vị Lương đại nhân này, vốn sau khi nhà họ Lương rơi đài cũng sẽ bị xét tội, nhưng cuối cùng lại được xóa sạch tội, lại còn được đưa vào hàng ngũ cấm quân, tuy không còn vinh quang như ngày xưa, nhưng vẫn giữ được chức quan. Dạ Vương cũng không công khai Lương Thụ Lâm ra ngoài, mà lại lén tìm hắn nói chuyện. Lúc đầu Lương Thụ Lâm cũng không hợp tác, nhưng đêm đó Dạ Vương dẫn hắn đến một biệt viện, nhìn thấy tiểu linh đáng yêu của hắn lập tức thỏa hiệp. Hắn đã hợp tác với Quý Thái Phi lâu lắm rồi, biết được rất nhiều chuyện của Quý Thái Phi. Cùng lúc đó, Dạ Vương đến Nghỉ Lan Cung. Nghi Quý Phi vẫn khá xem thường vị vương gia rảnh rỗi này, thấy hắn đến cũng chỉ lạnh nhạt chào đón hắn, thậm chí còn không mời được một ly trà. Nhưng mà, sau khi Dạ Vương nói ra một câu, bà ta lập tức đánh giá lại vị vương gia bị hoàng thất vứt bỏ này. Dạ Vương nói, muốn thoát khỏi sự khống chế của Quý Thái Phi không? Trừ Tiểu Kiều. Sắc mặt Nghi Quý Phi thay đổi liên tục, bà ta cười khinh miệt, ngươi nói cái gì? Dạ Vương, bổn cung không hiểu. Bà hiểu, bổn vương có thể gọi ra tên của bà, cũng có nghĩa đã biết lai lịch của bà, trừ Tiểu Kiều, tộc tiên tỷ, được sinh ra ở Tần Lâu, mẫu thân là Hoa Khôi Tân Lâu, 10 tuổi được Quý Thái Phi mua về huấn luyện, lúc 15 tuổi, Lý Nghi Lan đào hôn. Người nhà họ Lý đi tìm nhưng không tìm được Lý Nghỉ Lan, lại tìm được bà, tất cả mọi người đều xem bà là Lý Nghi Lan mà đưa vào cung, ngay cả nhà họ Lý đều không nhìn ra chút manh mối nào. Mấy năm nay, vì ngươi đối xử lạnh nhạt với nhà mẹ đẻ, cho nên người nhà họ Lý không đến thăm ngươi,
chỉ nghĩ vì ngươi không muốn tiến cung nên đã hận nhà mẹ đẻ. Nghỉ Quý Phi im lặng, tự tay pha trà, vương gia có việc gì xin cứ nói thẳng, cần gì nhắc đến chuyện không có căn cứ kia. Dạ vương mỉm cười, bổn vương thích nói chuyện với người dứt khoát, bà yên tâm, chỉ cần bà chờ đến khi thất ca quay về mới bắt đầu nảy ra ý đồ xấu xa thì bổn vương sẽ không làm gì bà cả. Bây giờ bổn vương và lương vương đang chủ chính, không cho phép bất cứ kẻ nào làm loạn. Nghi Quý Phi từ tốn nói, bốn cung tự hỏi vẫn luôn yên ổn sống trong cung, chưa từng có ý đồ xấu xa gì, không rõ vương gia nói vậy là có ý gì, nhưng nếu vương gia có việc cần bổn cung giúp, hoặc là trong triều đình, thậm chí là trong cả hậu cung này có người gây chuyện, bổn cung làm Quý Phi, cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cũng phải đứng ra chống lại kẻ địch. Tốt, Quý Phi cứ chờ thông báo của bổn vương. Lúc Quý Phi nên xuất hiện, bổn vương ắt sẽ làm Quý Phi xuất hiện, tốt nhất Quý Phi đừng giở chiêu trò gì, đắc tội với bổn vương cũng chẳng tốt lành gì đâu. Dạ vương không uống trà, đứng dậy bỏ đi mất. Vừa khéo đúng lúc thất hoàng tử từ trong điện bước ra, cười khanh khách nói, hoàng thúc đến chơi. Dạ vương nhướng mày, hôm nay người không đến giáo trường sao? Thất hoàng tử đi đến, ôm chân dạ vương, ngẩng đầu cười ngây thơ. Phụ hoàng nói ở giáo trường có người muốn hại ta, cho nên không cho ta đi. Dạ vương hiểu rõ, thì ra vở kịch kia trừ hãm hại Thương Mai ra, còn có thể để hắn không cần đi giáo trường nữa. Ừ, vậy ở trong cung ngoan ngoãn đi học cũng lão sư dạ vương nói. Ta biết rồi, thất hoàng tử cười nói, hoàng thúc định đi sao, nếu không ở lại chơi với ta một lúc đi. Hắn hơi rời tay đi, định bám lấy tay dạ vương túm chặt cổ tay hẳn, bẻ tay hẳn ra. Chỉ thấy hắn đang dùng hai ngón tay kẹp một cây kim châm ánh lên ánh sáng màu xanh lá, giống như đã được tẩm độc. Dạ vương đẩy mạnh hắn ra ngoài, thất hoàng tử ngã xuống đất, nụ cười đã biến mất, thay vào đó là vẻ khát máu và căm hận. Nghi Quý Phi bước lên nâng thất hoàng tử dậy, cắn chặt răng, vương ra, đi thong thả. Câu đi thong thả còn chưa nói xong, bà ta lập tức phất tay ra hiệu. Một mũi tên bắn lén từ ngoài cửa bắn mạnh vào, cuốn theo gió lớn. Bắn thẳng vào đầu dạ vương. Dạ vương không mang theo vũ khí đến, dùng tay không chống đỡ cũng không dễ dàng, bởi vì mũi tên bắn đến quá nhanh, hơn nữa lực cũng rất mạnh. Hắn khom lưng tránh đi, mũi tên lướt qua trán hắn, chỉ cần thấp đi một tấc là đã làm hắn bị thương. Ngay sau đó lại có mưa tên bay đến, hắn không có vũ khí để đánh bay mũi tên, hiện tại cũng không thể nào tránh được quá nhiều mũi tên bay ập đến như thế. Nghi Quý Phi kéo thất hoàng tử trốn ra sau bức bình phong. Lạnh lùng nói, dạ vương, biết được quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Bà ta đoán chắc dạ vương không thể trốn được, vốn bà ta cũng không muốn ra tay ở Nghi Lan Cung, nhưng mà bây giờ bà đã không có quyền lựa chọn. Bà chưa bao giờ ngờ rằng dạ vương sẽ trở thành đối thủ lớn của bà đã quá xem thường người này rồi. Chương 502, Tà Hàn Lầu. Nhưng mà bà vẫn đã xem thường dạ vương, ngay lúc mười mấy mũi tên bay đến dệt thành thiên la địa võng. Thân thể dạ vương lại nhẹ nhàng như yến, qua lại tự nhiên trong trận tên nhanh như điện, nhún nhảy vài lần đã chạy ra mặt sau bình phong, tóm chặt lấy cổ thất hoàng tử, đẩy ra ngoài. Nghi Quý Phi đá một cước, đồng thời đặt tay lên vai thất hoàng tử kéo hắn ngược ra sau, định giấu hắn ra sau lưng bà, thị vệ của Nghi Lan Cung từ ngoài cửa điện vọt vào, bao vây dạ vương lại. Nghi Quý Phi dùng khinh công nhảy ra khỏi đám người, dù dẫn theo thất hoàng tử nhưng vẫn vô cùng thành thạo. Sau khi chạm đất, bà lập tức chạy vào trong nội điện. Có một thanh kiếm từ phía sau bay sượt qua cổ bà, cắm chặt lên trên tủ làm từ gỗ đàn hương ở bên phải bà. Bà quay phát đầu lại, mấy tên thị vệ đã ngã sóng xoài dưới đất, trong điện có thêm mấy người mặc đồ đen, không biết đã đến đây từ lúc nào. Dạ vương chặt lưỡi lắc đầu, xem ra Quý Phi là rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt rồi. Nghi Quý Phi tức giận nói, vương gia, dù sao bổn cung cũng là Quý Phi của Hoàng thượng. Là mẹ ruột của thất hoàng tử, ngươi làm càn ở Nghi Lan Cung như thế, không sợ hoàng thượng tức giận sao? Không sợ, dạ vương đạp lên tay mấy tên thị vệ bước đến trước mặt Nghi Quý Phi cười nói, bổn vương từng sợ thứ gì chứ? Xem ra Quý Phi vẫn không hiểu bổn vương rồi, có lẽ, chúng ta nên đi đến trước mặt hoàng thượng nói cho rõ ràng. Hắn nói xong, lập tức túm chặt cổ tay Nghi Quý Phi, tay còn lại nhanh chóng đánh lên vài huyệt đạo của bà, Nghi Quý Phi chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt. Phun ra một búng máu, hai chân mềm nhũn, gần như không đứng thẳng nổi. Người buông mẫu phi của ta ra, thất hoàng tử nổi giận, nhấc chân đá dạ vương đánh ra một chưởng, thất hoàng tử bay sang một bên, sau đó lại bật dậy, ngoan cố nhắm thẳng về phía dạ vương như một cái hỏa tiễn,
Dạ Vương cười tà, giơ tay, tự tìm đường chết. Dạ Vương, Nghi Quý Phi sợ muốn mất hồn, giữ chặt lấy cánh tay Dạ Vương, vội vàng nói, được, người muốn gì cũng được. Mẫu Phi, đừng sợ hắn, hắn là cái thá gì chứ? Dám đánh bổn hoàng tử, hắn chán sống rồi. Thất hoàng tử trẫm giọng nói. Dạ Vương bóp mạnh cằm hẳn, nhóc con giỏi lắm, người nói bổn vương là cái thá gì nào? Muốn đánh ngươi thì đánh, không phải ngươi nói Hạ Thương Mai muốn lột da ngươi sao? Nàng ta không làm, bổn vương sẽ làm, không chỉ lột da ngươi, còn móc mắt người, kéo đứt lưỡi ngươi ra, mổ bụng móc tim gan phèo phổi của ngươi ra, đặt lên lửa lớn nướng chín, ép mẫu phi của ngươi nuốt hết. Thất hoàng tử khinh thường nói, ngươi không dám, nếu ngươi ác độc như thế, cũng sẽ không lăn lộn thành dáng vẻ thê thảm thế này, trong nhà họ Mộ Dung, người vô dụng nhất chính là ngươi và phế thái tử. Nghi Quý Phi thấy trong mắt Dạ Vương bốc lên sát khí, vội vàng nổi giận mắng, câm miệng, hắn là hoàng thúc của ngươi, không được ăn nói bậy bạ. Mẫu Phi, sao người lại sợ hắn? Nếu hắn có giỏi cũng sẽ không đến đây uy hiếp người, hắn đã hết cách rồi mới đến tìm người, đây là Nghi Lan Cung, nếu hắn dám giết người thì hắn cũng chán sống rồi. Thất hoàng tử quát lớn. Nói xong, hắn duỗi tay đánh lên tay Dạ Vương, tức giận nói, ngươi mau cầu xin chúng ta, nhỏ nhẹ vào. Chúng ta còn sẽ suy nghĩ xem có giúp người xong, dù sao bổn hoàng tử cũng ngứa mắt bà già kia lắm rồi, nhưng nếu ngươi lại tiếp tục đòi đánh đòi giết, bổn hoàng tử sẽ không giúp ngươi nữa, ngươi có thể làm gì chúng ta? Có giỏi thì giết chúng ta đi, xem thử xem ngươi có thể chạy thoát khỏi hoàng cung không? Đằng sau vang lên tiếng cười vang, một người mặc đồ đen che miệng cười trộm, bước lên vỗ vai Dạ Vương, bị một thằng nhóc con uy hiếp, người cũng có ngày hôm nay. Dạ Vương nhìn thất hoàng tử. Trong tay đột nhiên có thêm một thanh dao găm, cầm dao cua cua một lát, được, vậy thì chiêu theo ý người, không thể giết ngươi, nhưng vẫn có thể rạch mười mấy đao lên mặt ngươi. Hắn còn chưa nói xong chữ cuối cùng, thất hoàng tử đã thấy mặt lạnh băng, sau đó lại hơi ươn ướt, hắn ta sửng sốt, duỗi tay sờ, toàn là máu. Ngươi, thất hoàng tử chỉ vào Dạ Vương, nhưng ngón tay vẫn chưa duỗi thẳng ra, thanh dao sắc bén đã xẹt qua ngón tay hẳn, tuy chưa cắt đứt nhưng máu cũng tuôn ra như suối. Thả hắn ra, Nghi Quý Phi quỳ rạp trên đất ôm thất hoàng tử, tức giận nhìn Dạ Vương, bổn cung đã đồng ý với ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Dạ Vương thu dao găm về, không phải là do hắn đòi sao? Nếu muốn giết hắn, bổn vương cũng lười đích thân ra tay. Nó chỉ là một đứa con nít, Nghi Quý Phi lấy một cái khăn lụa ra quấn quanh ngón tay hắn, trong mắt đầy lửa giận, cũng vô cùng hoảng sợ. Là con nít, nhưng nếu lớn lên chắc chắn là một kẻ ác. Dạ Vương lui ra sau, Quý Phi tự xem mà làm, lúc nãy bổn vương nói lột da bà cũng không phải nói chơi cho vui, bổn vương làm cái nghề này, mấy chuyện thế này còn làm ít sao. Đi ra ngoài hỏi thăm thử xem tà hàn lâu của ta làm nghề gì. Nói xong, giơ tay lên, dẫn người đi mất. Nghỉ Quý Phi ngồi sụi lơ dưới đất, run bần bật, tà hàn lâu. Hắn là người của tà hàn lâu. Tà hàn lâu là một môn phái mới nổi trong giang hồ ở mấy năm gần đây. Dưới tay có một lượng lớn sát thủ có võ công cao cường thủ đoạn ác độc, toàn nhận những vụ làm ăn lớn, nghe nói muốn để tà hàn lâu ra tay giết một người, vậy ít nhất cũng phải tốt 10.000 lượng. Quan trọng nhất là thủ đoạn giết người của tà hàn lâu cực kỳ độc ác, lột da người sống là chuyện thường. Hoàng Nhi, sau này không được chọc hắn, biết không? Nghỉ Quý Phi run cầm cập dặn dò thất hoàng tử. Thất hoàng tử là một đứa nhỏ 7 tuổi, bị rạch mặt, cắt ngón tay lại không hề khóc, cũng không hề nhíu mày. Đúng như những gì Dạ Vương nói, thất hoàng tử lớn lên sẽ rất khó lường. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, bổn hoàng tử sẽ không tha cho hắn, sau này hắn mà rơi vào trong tay ta, nhất định sẽ lột da, móc mắt hắn. Mẫu Phi nói không được trêu chọc hắn nữa, Nghi Quý Phi lạnh lùng nói. Thất hoàng tử bĩu mũi, Mẫu Phi, hắn chỉ dọa người mà thôi, nếu hắn thật sự có gan thì hôm nay đã giết ta rồi, đáng tiếc hắn không có, chỉ làm quá lên. Nếu người bị hắn hù chết thì sau này còn làm được gì nữa? Nói xong, hắn lại quay lưng đi mất, không thèm để ý đến ngón tay đang đổ máu. Nghi Quý Phi đuổi theo, thấy hắn ngồi trước bàn trang điểm, lấy khăn tay lau sạch vết máu trên mặt, Nghi Quý Phi nhìn thấy ánh mắt độc ác kia mà chấn động không thôi. Nhưng mà làm người thì nhất định phải ác độc, mới có thể không bị người khác ăn hiếp, từ lúc bà 5 tuổi đã biết được đạo lý này, nếu người muốn làm người đứng trên cao thì thủ đoạn nhất định phải độc ác. Bà bước lên, nhẹ nhàng ôm thất hoàng tử, Hoàng Nhi, lần này chúng ta cần phải hợp tác với Dạ Vương, Mẫu Phi đã rất ghét những ngày tháng phải nghe lệnh Quý Thái Phi rồi, chỉ khi bà ta chết, chúng
chúng ta mới có thể hợp tác với Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương dễ chơi hơn bà ta nhiều, hơn nữa trong tay hắn cũng có đủ binh lực và thế lực, mượn sức hắn, người mới có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Mặt Thất Hoàng tử đầy ác độc, mẫu phi, ta hận Dạ Vương, sau khi hợp tác xong, người nhất định phải giết hắn. Người yên tâm, chờ ngươi lên làm hoàng đế, muốn giết ai chỉ cần nói một câu là được. Nghi Quý Phi nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt hắn, ngươi phải nhớ kỹ, trước khi Nam Hoài Vương và chúng ta đồng lòng, ngươi không được chọc Dạ Vương, mẫu phi sẽ nghĩ cách đối phó với hắn. Mắt bà lóe lên tia sáng ngoan độc, Tà Hàn Lâu, hắn là người của Tà Hàn Lâu, tốt lắm, không phải lúc trước Hoàng thượng từng nói, Tà Hàn Lâu sẽ trở thành mối họa lớn của Hoàng thất và sẽ có ý định tiêu diệt sao, phải nghĩ cách để Hoàng thượng biết được hắn là người của Tà Hàn Lâu. Chương 503, Lão Thái Quần Diện Thánh. Hôm sau, Dạ Vương lấy cớ dọn sạch thích khách để điều tra khắp Hoàng cung. Mà hôm nay Lão Thái Quân cũng cố ý đến Hy Vi cung cầu kiến Hoàng thượng, bà mượn cớ miệng vết thương sưng tấy mưng mủ, muốn tìm thương mai khám, nhưng mà vào Hy Vi cung rồi, đương nhiên phải cầu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng thấy Lão Thái Quân đến, lập tức mời bà vào điện. Hoàng thượng rất kính trọng Trần Lão Thái Quân, từ khi ông còn là thái tử đã vậy rồi, lúc đó nhà họ Trần vô cùng nổi bật, hiển hách anh dũng, Trần Lão Thái Quân chỉ cần đứng trong triều, đã có ý nghĩa giống như một tấm khiên ngăn cản kẻ địch bên ngoài xâm lấn rồi, đến giờ thì bà vẫn còn là một truyền kỳ trên chiến trường, làm những tiểu quốc man di nghe mà sợ vỡ mật. Khi Hoàng thượng mới đăng cơ, Lão Thái Quân đã trong trạng thái nửa về hưu, nhưng mà bà đứng trước triều đình nói một câu, các thế hệ nhà họ Trần nguyện dâng sức mọn vì Giang Sơn Đại Chu, làm cho uy vọng của Hoàng thượng được đẩy đến điểm cao nhất, nhà họ Trần tuyên thệ nguyện trung thành, củng cố địa vị Hoàng thượng. Quan trọng nhất là nhà họ Trần không giống như nhà họ Tiêu, trong tay nhà họ Tiêu nắm binh quyền, thế lực phức tạp khó gỡ, tuy nói hầu gia rất khiêm tốn, nhưng vẫn luôn cho có dáng vẻ như công cái trấn chủ, bởi vì rất nhiều con cháu nhà họ Tiêu đều giữ chức vị quan trọng trong triều đình. Nhưng nhà họ Trần lại không, Trần Lão Thái Quân nói lui là lui ngay, con cháu nhà họ Trần, trừ 12 vị tướng quân ra, những người còn lại đều không xen vào việc triều chính, cho dù là 12 vị tướng quân kia cũng không giữ chức quan to lộc hậu gì. Không giao tiếp quá nhiều với các vị triều thần, triều đình có việc, Lão Thái Quân ra lệnh, 12 vị tướng quân đều ra sức vì triều đình. Triều đình không có việc, 12 vị tướng quân này thậm chí còn không thèm đến quân doanh, khiêm tốn đến mức này, ai mà nhẫn tâm nói gì nữa chứ. Từ khi thích khách làm Trần Lão Thái Quân bị thương, Hoàng thượng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, bây giờ Lão Thái Quân đích thân đến đây, ông đương nhiên phải tiếp kiến. Thương Mai đắp ra mặt lên cho Hoàng đế, mời Lão Thái Quân vào. Bao công công đích thân ra ngoài mời Lão Thái Quân vào điện, Lão Thái Quân vào điện, cũng không nhìn xung quanh, nhìn Hoàng thượng trên giường, bà hơi ngẩn ra, sau đó yên lặng thở dài bước sang hành lễ, Hoàng thượng, Lão thần đến. Hoàng thượng được bao công công đỡ dậy, mỉm cười, nhưng giống như đang mệt mỏi kéo cơ mặt giả căng mặt căng cứng, người đâu, ban tỏa. Lão Thái Quân ngồi xuống, quan sát Hoàng thượng, bà biết Hoàng thượng đang đeo ra mặt giả, nhưng cũng chỉ có thể vờ như không biết. Bà nói, sắc mặt Hoàng thượng trông vẫn rất khỏe mạnh, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, bảo trọng long thể. Thái quân có lòng, trẫm rất khỏe. Hoàng thượng nhìn băng vải trắng trên tay bà, Thái quân bị thương có nặng không? Lão Thái quân lắc đầu, không nặng lắm, nhưng tối qua khi rửa miệng vết thương không cẩn thận, dính chút nước nên hơi sưng đỏ, nghe nói Vương Phi ở đây, Lão thần mới đến, đầu tiên là muốn thỉnh an Hoàng thượng, sau nữa là muốn mời Vương Phi khám cho Lão thần. Hoàng thượng thở dài, Thái quân hoảng sợ rồi. Cũng không tính là gì, chỉ là 7 tên thích khách mà thôi, nếu lão thần mà trẻ lại vài tuổi, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của lão thần chứ? Nhưng già rồi, dù sao cũng đã già rồi. Lão Thái quân tự giễu. Thái quân càng già càng dẻo dai, trong 7 tên thích khách, chẳng phải có 5 tên cuối cùng đều chết dưới tay Thái quân sao? Hoàng thượng biết thích khách không phải chết trong tay Thái quân, chỉ là cho rằng Thái quân ép bọn họ cắn thuốc độc tự sát. Lão Thái Quân xua tay, không, không, lão thần không dám kể công, lúc thích khách ở bên ngoài bắn tên, 7 tên thích khách đều nhảy vào muốn giết chết Quý Thái Phi cũng mạng lớn, 7 tên thích khách xông vào, trong điện không có ai hộ giá, chỉ có một mình Tôn Phương Nhi, mà bà ta lại bình yên vô sự, đúng là ông trời phù hộ. Hoàng thượng hơi kinh ngạc, lúc 7 tên thích khách xông vào, trong điện không có thị vệ nào sao? Không có, sau khi thích khách chết rồi thị vệ mới đến. Lão Thái Quân nói, Hoàng thượng như đang suy nghĩ điều gì đó, theo bản năng liếc nhìn bao công công. Chuyện này, đầu tiên là bao công công đến bẩm báo, sau đó Dạ Vương mới đến,
Dạ Vương chỉ nói khái quát chứ không nói chi tiết, bởi vì lúc Dạ Vương định kể chi tiết, ông nói với Dạ Vương rằng đã biết chi tiết rồi, Dạ Vương cũng tưởng ông đã biết, vì thế không nói tỉ mỉ thêm. Nhưng Bao Công Công lại không nói lúc Thích Khách chết chỉ có mình Quý Thái Phi và Tôn Phương Nhi, ông vẫn luôn nghĩ rằng là Lão Thái Quân và thị vệ ép bọn họ tự sát. Sau khi Thích Khách xông vào điện rồi, còn có người bắn tên sao? Hoàng thượng hỏi. Đúng vậy, có người bắn tên, nhưng mà Thích Khách bắn tên không xuất hiện, sau khi bắn xong một đợt tên thì đã bỏ chạy mất dạng, Cấm Quân phái người đuổi theo nhưng không đuổi được, hiện tại vẫn đang nghi ngờ Thích Khách còn ở trong cung. Có khả năng Thích Khách vẫn còn ở trong cung. Hoàng thượng theo bản năng nhìn Thương Mai rũ mắt, đứng thẳng một bên, mặt không có biểu cảm gì. Từ khi Thích Khách vào cung rồi, Dạ Vương và Lương Vương lập tức phong tỏa các cửa cung, hơn nữa còn điều động người của Tố Nguyệt lâu phòng thủ xung quanh cung, không phát hiện được bóng dáng Thích Khách, điều này cũng có nghĩa, rất có khả năng Thích Khách vẫn còn ở trong cung, nhưng không biết đang trốn ở đâu, lão thần nghe Dạ Vương đã sai người điều tra khắp cung rồi. Không phải đã bắt được hai tên Thích Khách sao? Sao không tra hỏi hai tên Thích Khách đó? Hoàng thượng hỏi. Hai tên Thích Khách đó có thân phận rất đáng nghị, lão thần đã từng đi xem, phát hiện hai tên Thích Khách này có võ công rất thấp, thậm chí còn không bằng một thị vệ trong phủ, hai người này chưa chắc là Thích Khách thật. Lão Thái Quân nói. Nếu là người khác nói ra những lời này, Hoàng thượng sẽ không tin một chữ, nhưng nếu do Lão Thái Quân nói, Hoàng thượng lại tin. Ông nghiêm mặt nói, Thái Quân nói thử ý kiến của ngươi đi. Lão Thái Quân nói, Hoàng thượng, Lão Thần cũng bị Thích Khách đả thương, hơn nữa còn bị hành thích ở Từ An Cung, Lão Thần không thể không để tâm đến, từ lúc bắt được Thích Khách đến lúc hắn khai ra, Lão Thần vẫn luôn sai người đi giám sát, cũng từng đích thân đi gặp Thích Khách, kiểm tra vật chứng, phát hiện tuy Thích Khách có cắn thuốc độc, nhưng thuốc độc lại không giống với loại của năm tên Thích Khách kia, nhưng lại giống với loại thuốc độc mà mấy tên tử sĩ ám sát Hoàng thượng hôm Tế Thiên từng cắn. Điều này cũng có nghĩa. Đám tử sĩ xuất hiện hôm đại điển Tế Thiên và hai tên Thích Khách này có cùng xuất thân. Lão Thái Quân nhấn mạnh vào hai chữ tử sĩ, Hoàng thượng là người thông minh, nghe hiểu ý bà muốn nói. Thương Mai nghe đến đây, lập tức biết Lão Thái Quân đang ấp ủ một trận chiến phản kích này, vì cô là người tình nghi nên chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Liên làm như không hay biết gì. Thích Khách phái đến hôm đó là người của Nam Hoài Vương. Hoàng thượng hiểu rõ, chắc chắn không phải là người do Hạ Thương Mai phái đến. Mà Lão Thái Quân nói lúc đó trong điện chỉ có hai người Quý Thái Phi và Tôn Phương Nhi, nhưng mà có năm tên Thích Khách đã chết, hai tên còn lại bị bắt bằng cách nào? Dựa vào Lão Thái Quân và Tôn Phương Nhi sao? Ông khẽ thở dài, từ khi Trầm bắt đầu bị bệnh đến giờ, người bên dưới bắt đầu dở đủ chiêu trò, cảm thấy bây giờ Trầm chịu không nổi nữa, rối rít đi tìm chủ mới. Bao Công Công nghe thấy lời này, mặt mày trắng bệch. Ông ta quỳ phịch xuống đất nói, Hoàng thượng, không phải lão nô cố ý lừa người, nhưng long thể của Hoàng thượng đang ôm bệnh nhẹ, lão nô không nỡ nhìn Hoàng thượng phải vất vả vì mấy chuyện này. Lão Thái Quân ngẩn ra, chuyện gì thế? Hoàng thượng cười lạnh, chấm chỉ biết được một cách phiến diện về chuyện Thích Khách vào cung, bây giờ nghe Lão Thái Quân nói mới biết được toàn bộ sự thật. Thương Mai và Lão Thái Quân khá ngạc nhiên về điều này, vốn còn tưởng rằng Hoàng thượng đã biết mọi chuyện, Lão Thái Quân vẫn nói. Hoàng thượng cũng không thể chỉ dựa vào lời khai của Thích Khách đã cho rằng Thương Mai là người đứng sau, bởi vì trước đó có rất nhiều điều đáng nghị, Hoàng thượng cũng không thể vờ như không thấy được. Thì ra lại là có người cố ý giấu. Chương 504, Nam Hoài Vương chịu thiệt. Thương Mai nhìn Bao Công Công đang điên cuồng dập đầu, mà Hoàng thượng lại vẫn không thay đổi sắc mặt, cô lập tức nói, là ta từng lén dặn dò Bao Công Công và Lộ Công Công, nói bệnh tình của Hoàng thượng hiện nay không nên vất vả suy nghĩ quá nhiều. Bảo bọn họ giúp đỡ một ít. Bao Công Công ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Thương Mai. Hoàng thượng liếc nhìn, trong lòng đã hiểu rõ, nói với Thương Mai, Vương Phi, người ra sau bình phong khám vết thương cho Lão Thái Quân trước đi, nếu quá nặng lập tức kê thuốc cho bà. Vâng, Thương Mai bước lên đỡ Lão Thái Quân đứng dậy, cúi người, làm phiền Vương Phi. Thương Mai thầm bật cười, bà cáo già này, bình thường làm gì khách sáo với cô đến thế? Đa phần luôn kêu la om sòm với cô. Khách khít. Vết thương của Lão Thái Quân đúng là đã sưng tấy mưng mủ. Thương Mai đã từng tự tay xử lý vết thương cho bà. Không thể nào mưng mủ được, trừ khi bà tự làm gì đó. Thương Mai thâm vô cùng cảm động, oán trách chừng mắt nhìn bà, già thế này rồi mà còn không biết chú ý cơ thể. Còn có cách nào sao? Lão thân cũng không thể để người khác hầu hạ tắm gội, già rồi, tay chân vụng về, khó tránh khỏi đụng phải nước.
Nếu không phải vết thương bị nhiễm trùng thật, vậy chuyến đi này chẳng khác nào bà cố ý đến để nói mấy lời này với Hoàng thượng. Tuy Hoàng thượng không đề phòng bà, nhưng làm như vậy thì quá rõ ràng, cố tình, ngược lại cũng không tốt. Người chờ một chút, ta đi ra ngoài lấy hòm thuốc, phải rửa sạch vết thương lần nữa, nếu không nhiễm trùng nặng hơn thì cả cánh tay này coi như xong. Thương Mai nhíu mày nói. Hoàng thượng ở bên ngoài nghe tình hình nghiêm trọng như thế, lập tức phải người mời ngự y đến khám. Có ngự y luôn chờ bên trong điện, mời ngự y cũng không phiền phức gì, đi ra ngoài chuyên là đến. Ngự y nhìn vết thương của lão thái quân, không hỏi suýt xoa, vết thương của lão thái quân phải xử lý cẩn thận, đừng để nhiễm trùng nữa. Lão thái quân nói, không sao, không sao, đời này lão thân còn chịu ít vết thương sao. Trên người từng có mấy chục chỗ bị đao chém kiếm đâm, chút vết thương này chẳng có gì đáng lo cả. Hoàng thượng ở bên ngoài nghe vậy, trong lòng vừa cảm khái vừa tức giận, hậu cung phân tranh cũng được, giành nhau vị trí trưởng đích cũng tốt, đều không nên kéo vị thái quân này vào cuộc vạ lây. Ông lại nghiền ngẫm những lời lão thái quân vừa nói, trong lúc ngự y và Thương Mai đang xử lý vết thương cho lão thái quân, truyền lộ công công vào. Ông hạ chỉ, phải nghiêm khắc điều tra việc này, tất cả cấm quân trong cung đều phải phối hợp với hành động rửa sạch của Dạ Vương, ai dám kháng chỉ, chảm. Hạ đạo ý chỉ này ra, cũng có nghĩa đã tin Thương Mai hơn một nửa. Thương Mai liếc nhìn lão thái quân cũng nhìn cô, mắt sắc như lửa, Thương Mai không nói cảm ơn gì. Xử lý vết thương xong, lão thái quân vỗ tay Thương Mai, đừng lo, lão thân không sao, chỉ cần ngươi ở đây hầu hạ hoàng thượng cho tốt, lão thân còn chờ hoàng thượng khỏi bệnh. Bà muốn Thương Mai yên lòng hơn, tuy tạm thời cô bị nhốt ở đây, nhưng mà người ở bên ngoài sẽ nghĩ đủ mọi cách để trả trong sạch lại cho cô. Bây giờ Thương Mai cũng không quá lo lắng về việc này, chỉ quan tâm rốt cuộc người Dạ Vương có ám sát Nam Hoài Vương thành công hay không. Tiễn trần lão thái quân đi, Thương Mai quay về điện. Bao công công vẫn quỳ dưới đất, người run bần bật, Lộ công công đứng một bên, muốn khuyên nhưng không dám. Thương Mai đã ở Hy Vi cung khá lâu, thật ra đều khá hiểu biết tính tình của hai vị công công, Bao công công cũng không thể nói là phản bội hoàng thượng, mà ông ta thật sự đau lòng hoàng thượng, hy vọng tất cả mọi chuyện đều được giải quyết theo cách nhanh gọn nhất, đừng làm phiền đến hoàng thượng là được. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng ông ta muốn dựa vào bên nào đó được, bởi vì mọi người đều biết rõ tình hình bệnh tật của hoàng thượng. Không chịu được bao lâu nữa, Bao công công tìm kiếm chủ nhân mới cũng là chuyện bình thường. Bao công công quỳ suốt một đêm, hoàng thượng đuổi ông đi ra ngoài, sau đó lại tiếp tục dùng ông, im lặng không nhắc gì đến chuyện này. Lại nói Nam Hoài Vương đã xuất phát từ Trấn Kiều, suốt đoạn đường không gặp việc gì, buổi tối đến Phủ Tô Giang, ở lại dịch quán của Phủ Tô Giang. Hắn vẫn luôn đợi tin tức trong kinh, chờ tin Quý Thái Phi Hoang chuyển đến, cho nên tốc độ đi đường rất thong thả. Hắn biết cần thời gian chờ độc phát tác, bây giờ đã là rời kinh được 5 ngày rồi, hắn đoán ngày mai sẽ có bổ câu đưa thư đến. Dịch quán không có quan viên nào cư trú, lúc hắn thức dậy đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Nơi này là đại bản doanh tạm thời của hắn muốn ở nơi này chỉ huy mọi việc trong cung. Lúc ấy khi ra khỏi cung, hắn phái người đi ra ngoài, dặn dò nếu Quý Thái Phi không hạ độc trần lão thái quân, vậy lập tức thực hiện kế hoạch của hắn, cho người dùng thủ đoạn tàn nhẫn ám sát. Cho nên cho dù Quý Thái Phi chết dưới hình thức nào thì hắn vẫn đạt được mục đích. Màn đêm buông xuống, đúng là đã chờ đến tin tức, Quý Thái Phi không hạ độc, 7 tên sát thủ ám sát đều chết ở Từ An Cung, Trần Lão Thái Quân bị thương nhẹ, Quý Thái Phi bình yên không có việc gì, Tôn Phương Nhi lại bị thương nặng hôn mê. Nghe được tin tức này, trong lòng Nam Hoài Vương lập tức biết kế hoạch thất bại, Mầu Phi đã biết hành động của hắn. Bởi vì, người của hắn sẽ không ra tay với Tôn Phương Nhi. Ít nhất tạm thời vẫn không thể. Bây giờ Tôn Phương Nhi bị thương nặng hôn mê, còn ở trong cung, khó mà sống nổi nữa. Mẫu Phi vẫn luôn coi trọng Tôn Phương Nhi, cho dù biết được suy nghĩ của bổn vương, bà vẫn để Tôn Phương Nhi ở lại bên người, để nàng hiến kế thậm chí hiến độc dược cho bà, nhưng vì sao lại muốn giết người chứ? Nam Hoài Vương bàn bạc với mưu thân Thương Khâu. Nhưng mà, không lâu sau hắn đã biết được vì sao. Đợi đến khi hẳn cảm thấy bụng đau như cắt, mới đại phu đến bắt mạch mới biết, hắn trúng độc. Hắn nhớ đến trước khi đi, Quý Thái Phi có cho hắn uống rượu, lúc đó bà đã nói, vốn là chuẩn bị cho Mộ Dung Khanh, giờ lại cho hắn dùng trước. Hắn giận quá hóa cười, Mẫu Phi, rốt cuộc người đã sắp xếp bao nhiêu người bên cạnh ta. Từng hành động của bổn vương, người đều hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Chắc chắn bà đã biết hắn muốn hạ độc bà, cho nên mới đánh ngược lại.
Vương gia, người có bổ câu đưa thư. Thị vệ bước vào, trong tay cầm một ống trúc nhỏ. Trình lên, Nam Hoài Vương nghiến răng nghiến lời, chỉ có bà mới gửi bổ câu vào lúc này. Thị vệ lấy một tờ giấy ra khỏi ống trúc, đưa cho Nam Hoài Vương. Sau khi hắn xem xong, lập tức ném vào lò than, lập tức có khói nhẹ bốc lên. Ngưu thần thương khâu hỏi, Vương gia, là Quý Thái Phi sao? Là bà ta, mặt Nam Hoài Vương tối sầm xuống, bổn vương trúng độc, là độc do Tôn Phương Nhi chế tạo, chỉ có Tôn Phương Nhi có thuốc giải, cho nên bà ta mới muốn giết chết Tôn Phương Nhi. Xem ra, Quý Thái Phi đã đoán được ý đồ của người từ lâu. Thương khâu trầm ngâm nói. Bà biết, cho nên bà mới hạ độc dược mãn tính, mỗi tháng phải uống thuốc giải một lần, nếu không bụng của bổn vương sẽ thối rữa đến chết. Bà không trực tiếp ra tay giết người, có nghĩa là còn muốn lợi dụng vương gia. Không sai, bà muốn bổn vương ở yên đây đợi lệnh của bà. Nam Hoài Vương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, khoanh tay lại đứng đó, vẻ mặt âm trầm bất định. Vương gia, vậy người vẫn nên làm hòa bỏ qua thủ oán cũ với Quý Thái Phi đi, chắc là bên phía Quý Thái Phi cũng sẽ coi như chưa từng có việc gì xảy ra, dù sao mỗi người đều có lợi. Thương Khâu đề nghị. Giọng Nam Hoài Vương lạnh căm, Thương Khâu, người suy nghĩ cẩn thận lại, bà ta muốn giết Tôn Phương Nhi, điều này có nghĩa là gì? Thương Khâu suy nghĩ một chút, điềm nhiên hít sâu, bà ta giết chết Tôn Phương Nhi, có nghĩa là nàng không phải mẫu cổ. Nếu nàng không phải mẫu cổ, vậy thì là ai? Nam Hoài Vương đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt độc ác. Thương Khâu nhìn Nam Hoài Vương, khó khăn nói, Vương gia, chúng ta luôn bị Quý Thái Phi trêu đùa. Lúc trước, Tôn Phương Nhi đã nói bổn vương là mẫu cổ, sau đó bổn vương điều tra, thăm dò mẫu phi, cuối cùng kết luận mẫu phi mới là mẫu cổ, chúng ta đều bị bà lừa rồi. Chương 505, lục soát cung. Nam Hoài Vương suy nghĩ một chút, nói, ngươi lập tức phái người đi thăm dò tình hình quân sự, xem thử tình hình cuộc chiến giữa Mộ Dung Khanh và Bắc Mạc thế nào rồi. Thương Khâu hỏi, Vương gia, người định làm gì? Nam Hoài Vương ác độc nói, không thể kéo dài tiếp nữa, mẫu phi nhất định sẽ kềm chế bổn vương, chúng ta phải nắm được tình hình quân đội, chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo, ngươi lập tức phái người đi tìm người giỏi giải độc. Nếu bốn vương giải được độc trong người xong lập tức sẽ lấy bạc của Nam Quốc, mời người của Tà Hàn Lâu giết chết bà ta. Nếu Mộ Dung Khanh thắng, danh vọng sẽ được tăng cao, đến lúc đó người dân cũng sẽ ủng hộ hắn đến đỉnh điểm, bình định xong Bắc Mạc, việc đầu tiên Mộ Dung Khanh làm chính là giải quyết hắn, cho nên hắn không thể để Mộ Dung Khanh quay về. Cho nên hắn bảo Thương Khâu lại gần, nói nhỏ bên tai hắn ta, người đích thân đến Bắc Mạc, tìm được vương gia trấn quốc của Bắc Mạc, nói bổn vương muốn giúp đỡ Bắc Mạc. Thương Khâu ngẩn ra một lúc, nhưng mà Bắc Mạc lòng lang dạ thú, cho dù vương gia có giúp đỡ, sau này xong việc rồi cũng sẽ không chia cắt Đại Chu cùng vương gia. Bổn vương tự có tính toán riêng. Nam Hoài Vương cười lạnh, đương nhiên hắn sẽ không ảo tưởng rằng Bắc Mạc sẽ chia cắt Đại Chu cùng hắn, thật ra, hắn cũng không thể nào chia cắt quốc thổ Đại Chu với Bắc Mạc, hẳn là người nhà Mộ Dung, không thể chấp nhận được việc quốc thổ không còn nguyên vẹn. Hắn chỉ cài gián điệp vào quân đội của Mộ Dung Khanh. Báo tình hình quân đội nhà Mộ Dung cho Bắc Mạc biết, để Mộ Dung Khanh thua trận, tiến sâu vào, còn tướng sĩ của Nam Quốc sẽ cứu vớt đại quân của Mộ Dung Khanh, đến lúc đó, binh quyền đương nhiên sẽ rơi vào tay hắn, hắn là công thân của Đại Chu, dùng thân phận công thân mà quay về kinh đô. Như thế, cho dù là Lương Vương, Tam Hoàng Tử, hay là Thất Hoàng Tử cũng đều chỉ có thể nghe lời hắn. Còn Mộ Dung Khanh, vì có đồng mệnh cổ nên không giết được, nhưng cũng có thể đánh gãy tay gãy chân hắn. Giam lỏng hắn trong kinh. Tiền đề của tất cả kế hoạch là phải giải được độc. Cho nên hắn cải trang, muốn trốn vào kinh. Trong kinh có rất nhiều danh y, hơn nữa Tôn Phương Nhi chỉ bị thương nặng, có lẽ vẫn còn sống, chỉ cần Tôn Phương Nhi còn sống, hắn có thể ép Tôn Phương Nhi giải độc cho hắn. Hắn đương nhiên biết lần này Hạ Thương Mai bị chơi một vố nặng, người bên cạnh cô chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiêu lớn để đối phó với Quý Thái Phi, cho nên lần này hắn đi vào cũng vô cùng cẩn thận. Tạm thời không nhắc đến chuyện Nam Hoài Vương về kinh giải độc. Bên phía Quý Thái Phi, đương nhiên cũng biết đám Dạ Vương chuẩn bị trả đòn. Nhưng mà bà vẫn luôn muốn giết chết Tôn Phương Nhị, bà cũng rất hoảng sợ khi biết Tôn Phương Nhi trúng độc không chết, bởi vì lúc ấy khi Hạ Thương Mai dẫn người đi thì đã hạ độc xong rồi, theo lý thuyết thì chưa kịp về đến Huệ Khánh Cung thì nàng ta đã chết. Nhưng nàng ta lại sống, đúng là cực kỳ khó hiểu. Đương nhiên Quý Thái Phi không biết trong cơ thể Tôn Phương Nhi có hệ thống miễn dịch kháng độc, độc tính xâm lấn chậm hơn người bình thường rất nhiều,
lại cộng thêm thuốc giải độc của Hạ Lâm, nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương của nàng. Về mặt vết thương, có danh thủ cấp quốc gia Hạ Thương Mai ở đây, cũng không coi là quá nghiêm trọng. Đóng cửa cung lục soát, Quý Thái Phi biết chắc chắn sẽ lục soát đến Từ An Cung. Bây giờ, thi thể của hai tên thích khách đã bị ném xuống đáy giếng của Từ An Cung, đó là một cái giếng bỏ hoang, nhưng nếu muốn điều tra thì vẫn có thể điều tra được. Cho nên, trước khi Dạ Vương đến, bà phải sai người xử lý thi thể một lần nữa. Cho nên chuyện bà cần làm vào lúc này chính là canh chừng nghiêm ngặt, không cho người Dạ Vương bước vào điều tra, cho dù muốn tra cũng phải kéo dài thời gian. Lúc chiều tối, Dạ Vương dẫn người đến. Dạ Vương điều tra những cung điện khác trước, cho bà có đủ thời gian để xử lý, coi như có lợi cho bà. A Phúc bước ra ngăn cản trước, Dạ Vương hoàn toàn làm lơ hắn, nói hắn cản trở việc điều tra, sai người bắt lấy hắn trước, xông thẳng vào trong điện. Làm càn, Dạ Vương, bây giờ người đắc ý, đến cả ai ra cũng không thèm để vào mắt sao. Quý Thái Phi thấy A Phúc bị bắt, tức giận bước ra nói. Dạ Vương chắp tay, khí thế vô cùng kiêu căng, người này không biết khiêm tốn là thứ gì hết, chỉ thấy hắn chắp tay lạnh nhạt nói, Quý Thái Phi, bổn vương phụng chỉ điều tra thích khách, cho dù là Hy Vi Cung cũng phải lục soát, nói gì là Từ An Cung. Giọng điệu vô cùng cứng rắn, đã đè ép Quý Thái Phi về mặt khí thế. Quý Thái Phi thấy khí thế của hắn quá mạnh, giọng điệu lại cứng rắn như thế, cũng không thể nào nói tình cảm được, giọng nói lập tức lại cao hơn, lạnh lùng cứng rắn nói, Từ An Cung đang đặt linh vị của Hoàng Thái Hậu, ai ra tuyệt đối không cho ngươi đi vào làm phiền Hoàng Thái Hậu, nếu muốn điều tra thì phải bước qua xác của ai ra. Những con cháu Hoàng thất bình thường, nghe Quý Thái Phi nói thế, cho dù không lùi bước thì cũng sẽ tìm cách khác, hoặc là sẽ mềm thái độ xuống, nhưng cái tên lưu manh Dạ Vương này lại không thèm quan tâm. Nếu Hoàng Thái Hậu ở trên trời có linh cũng sẽ hy vọng bổn vương có thể sớm bắt được thích khách, cho nên Quý Thái Phi đừng dùng Hoàng Thái Hậu làm tấm chắn, chuyện nên làm sẽ làm, không cho bổn vương làm thì bắt lại hết. Quý Thái Phi cười khẩy, tốt, vậy ngươi cứ bước qua xác ai ra đi. Nói xong, bà lại tháo một cây châm xuống kê lên cổ, dáng vẻ như ngươi mà bước qua ta chết cho ngươi xem ngay. Đúng vậy, bà là Quý Thái Phi, lý do cản Dạ Vương vào lục soát cung cũng rất mạnh mẽ. Bên trong còn đang bày linh đường đó, là linh đường của đương kim Hoàng Thái Hậu. Nếu trong quá trình đó lại xảy ra chuyện gì, vậy Dạ Vương hắn cũng phải gánh chịu hết mọi hậu quả. Cho nên, trương tướng quân người tạm giữ chức phó thống lĩnh cấm vệ quân thấy Dạ Vương không thèm quan tâm đến, vội khuyên. Vương gia, chuyện này không được, tránh làm ngộ thương đến Quý Thái Phi. Trong mắt các cung nhân và cấm quân, các chủ nhân trong hậu cung đều vô cùng cao quý, bị thương một cọng tóc cũng sẽ bị hỏi tội. Trương tướng quân cẩn thận như thế này cũng là chuyện bình thường. Dù sao người ta đã kê châm vào động mạch chủ trên cổ mình rồi, nếu không lùi bước một chút, cũng rất có lỗi với thái độ quá khích của người ta. Dạ Vương chắp tay sau lưng, liếc nhìn trương tướng quân, Hoàng thượng đã hạ ý chỉ, ai dám cản trở cứ giết không tha, Quý Thái Phi có ý định muốn cản trở, bổn vương không giết bà ta tự động tự sát, liên quan gì đến bổn vương. Dạ Vương nói với trương tướng quân xong. Lại quay qua nói với Quý Thái Phi, người muốn chết thì sang một bên mà chết, đừng làm chậm trễ chuyện quan trọng của bổn vương, một tên vứt đi như bổn vương khó khăn lắm mới được Hoàng thượng trọng dụng, đang muốn thể hiện đây, người đừng làm bẩn con đường thăng chức nhanh rộng của bổn vương. Quý Thái Phi không ngờ Dạ Vương lại mềm cứng không ăn như thế, tính tình giống hệt như đứa con bất hiếu kia, nhưng đứa con bất hiếu kia chỉ đối xử với người khác như thế, không dám làm vậy với bà, Dạ Vương lại không thèm nể mặt bà chút nào. Tính tình của Dạ Vương đúng là giống hệt Mộ Dung Khanh, nhớ lúc trước Mộ Dung Khanh làm bậy cũng làm rất nhiều đại thần phải đau đầu, mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn, nói làm là làm ngay, lúc trước vụ án tham ô bùng lên, có rất nhiều người nói hắn sẽ không giết sạch toàn bộ không ngờ hắn lại ra một mệnh lệnh, tất cả những người tham ô nhiều đều đi gặp Diêm Vương. Trước khi Mộ Dung Khanh xuất chinh đã từng dặn dò Dạ Vương, khi đối phó với người lưu manh thì phải lưu manh hơn cả họ, đối phương đòi chết đòi sống, ngươi cứ việc bảo người ta đi chết. Chết dứt khoát vào, dù sao đã không có ý định muốn có thanh danh tốt gì, loại đồ vật như thanh danh này, không thể ăn được. Bà uy hiếp, được, người muốn lục soát, ai ra cũng cho người lục soát, nhưng mà hôm nay người phạm phải tội quấy nhiễu Hoàng Thái Hậu, ai ra nhất định sẽ báo lên với Hoàng thượng, phải bàn bạc cho kỹ. Quý Thái Phi chỉ muốn kéo dài thời gian, bây giờ nghĩ chắc cũng đã gần được rồi, lập tức cho Dạ Vương đi vào trong. Chương 506, có phát hiện. Nghị tội vốn chỉ như một cuộc tán gẫu, vì là ý chỉ do Hoàng thượng ban xuống, Dạ Vương hắn chấp hành,
cho dù thái độ có tồi tệ cũng không thể nào bị định tội được. Dạ vương biết điều này, quý thái phi biết điều này, mọi người cũng chỉ là ra vẻ ta lên mặt với ngươi, ngươi lên mặt với ta mà thôi. Ban nãy lục soát cung điện, cấm quân vô cùng cẩn thận, Tự An cung này là nơi quan trọng nhất của dạ vương, vì vậy, hắn hạ lệnh, mỗi một góc đều phải kiểm tra thật cẩn thận, tuyệt đối không được sai sót. Từ chính điện đến thiên điện, rồi đến tẩm cung, từ hành lang đến hoa viên, cấm quân nghiêm ngặt giống như đang khám nghiệm tử thi, tìm hết một lượt những nơi có thể giấu người, giấu xác, giấu chân giấu tay. Tạm thời không có phát hiện gì. Dạ vương đứng bên cạnh chiếc giếng, như đang suy nghĩ gì đó. Quý thái phi cũng kiểm tra cùng, A Phúc cũng được thả ra, dạ vương tùy ý tát hai cái, xem như là đã trừng phạt tội cản trở của hắn. Có phải là vẫn cần xuống giếng xem không? Xuống đi, quý thái phi thấy hắn đứng bên giếng, lạnh lùng nói. Dạ vương quay lại nhìn bà ta, quý thái phi, bản vương có một chuyện không hiểu, mong quý thái phi cho bản vương một lời giải thích. Dạ vương còn có chuyện gì không hiểu? Quý thái phi thay đổi sắc mặt, nở nụ cười lạnh lùng mà cứng nhắc, nói đi. Dạ vương tiến tới gần bà ta, từ trên cao nhìn xuống, bản vương phụng chỉ lục soát cung điện, là để tìm tung tích của thích khách, nương nương của các cung đều vô cùng phối hợp, chỉ sợ thích khách trốn trong cung của mình, ra tay với mình, nhưng thái độ của quý thái phi lại hoàn toàn tương phản, thích khách hành thích quý thái phi trước, rồi lại trốn ở trong cung, theo lý mà nói, hoàng thượng hạ chỉ lục soát cung, người phối hợp nhất nên là quý thái phi mới phải, nhưng tại sao quý thái phi lại cản trở trăm đường như vậy chứ? Quý thái phi ngơ ra. Ngay sau đó lại cười, tội danh mà dạ vương quy trục khiến ai ra trở tay không kịp, ai ra có ngăn cản vương ra tìm kiếm thích khách sao? Ai ra chỉ là không cho phép các ngươi nhiễu loạn linh đường của Hoàng Thái Hậu mà thôi, bất trung bất hiếu, đây là trọng tội ai ra cũng chỉ đang nghĩ cho vương ra mà thôi, vương ra không dễ gì mới được Hoàng thượng xem trọng, vào cung làm việc, nếu hành vi không đúng mực, bị Hoàng thượng giáng tội, vậy thì đáng tiếc rồi. Chỉ vậy thôi, nhưng bản vương thấy... Quý thái phi như không hề lo lắng thích khách vẫn còn ở trong cung, việc điều tra của bản vương đã được công bố từ sớm, vẫn chưa bắt được hết thích khách, quý thái phi không chút lo lắng an nguy của bản thân sẽ bị uy hiếp sao. Dạ vương đột nhiên nói những lời này lại khiến quý thái phi cảnh giác, bà ta nhìn ra ngoài hành lang, thấy lộ công công đang đứng trên bậc thềm đá, không biết hắn đến từ lúc nào, hiển nhiên cũng đã nghe thấy lời dạ vương nói. Quý thái phi cảm thấy sợ hãi, chuyện này là sao đây? Chỉ là lục soát cung mà thôi, sao hoàng thượng lại phái người đến rồi? Hơn nữa, ban nãy bà ta có được tin tức, dạ vương đưa người đi lục soát cung, không hề có người bên cạnh hoàng thượng đi theo. Chẳng lẽ hoàng thượng đã nghi ngờ bà ta rồi? Theo lý mà nói thì sẽ không, lúc này chắc hoàng thượng sẽ nghi ngờ Hạ Thương Mai, Hạ Thương Mai cũng bị hạ lệnh cấm rồi, giao hết lại mọi quyền lực, chỉ có thể ở trong Hy Vi cung hầu hạ. Hơn nữa, khoảng thời gian này, hoàng thượng phái người ở trong Hy Vi cung ra ngoài, đa số đều là phái Bao công công, mà lần này lại là Lộ công công, chẳng lẽ? Quý thái phi càng nghĩ càng thấy sợ, xem ra, hôm nay không thể để dạ vương tìm ra thi thể được, nếu không, không biết sẽ còn gì đợi bà ta nữa. Bà ta lờ mờ có dự cảm không ổn, lần này dạ vương hành động trên quy mô lớn, tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là tìm thích khách gì đó. Quý thái phi, dạ vương thấy bà ta đột nhiên bất an. Cũng không đáp lại lời hắn, hắn lại hỏi thêm một lần nữa, bây giờ Lộ công công cũng tới rồi, có thể thấy hoàng thượng xem trọng việc này đến mức nào, người có để bản vương lục soát Từ An cung hay không? Bây giờ quý thái phi không thể từ chối được nữa, bà ta vuốt búi tóc, nhàn nhạt nói, dạ vương tìm thích khách là vì an nguy của ai ra, sao ai ra lại không đồng ý cho được? Dạ vương cười, quay đầu sai người xuống giếng. Vì cái giếng này không dùng tới, nên không có lắp đồ bơm nước. Chỉ có thể tạm thời dùng dây thừng đi xuống. Hai tên cấm vệ đi xuống trước, một lúc sau trèo lên, vương ra, đáy giếng không có gì. Lần này dạ vương lại có chút bất ngờ, trước sau Từ An cung đều đã lục soát qua rồi, theo lý mà nói nơi có khả năng giấu thi thể nhất chính là cái giếng này. Ban nãy hắn phát hiện cái giếng bỏ hoang này có dấu vết đã bị động tay động chân qua, vì vậy mới đoán cái giếng là nơi cất giấu thi thể. Nhưng mà lại không có. Dạ vương nhìn quý thái phi. Chỉ thấy bà ta quay mặt đi, đôi môi nhếch lên, như là đang chế giễu và khinh miệt. Quý thái phi thấy dạ vương nhìn mình, lạnh lùng nói, hay là dạ vương đích thân xuống giếng, nhìn cho rõ, không kiểm tra cẩn thận, e là sẽ để. Thích khách trốn thoát mất. Dạ vương nhìn cấm quân xuống giếng toàn thân ướt đẫm, hắn xua tay, bản vương không xuống, đang mùa đông, xuống giếng tìm thi thể, bị điên chắc.
Hai tên cấm quân nhìn nhau, cảm thấy cạn lời. Quý Thái Phi cười lạnh, vậy vương gia đã lục tung Từ An cung một lượt rồi nhỉ? Nếu đã vậy, thì về đi, lúc này ai ra nên dâng hương cho Hoàng Thái Hậu rồi, hy vọng dạ vương còn nhớ, ai ra đang thủ hiếu cho Từ An cung, nhiễu loạn linh đường của Hoàng Thái Hậu thì không ai gánh nổi tội đâu. Nói xong, bà ta nhìn Lộ Công Công, người nói xem có phải không? Lộ Công Công cười, đương nhiên rồi ạ, bất kể làm việc gì cũng không thể nhiễu loạn đến linh đường của Hoàng Thái Hậu được. Dạ vương cảm thấy kỳ lạ, cả hoàng cung đều được lục soát một lượt rồi, sao lại không phát hiện ra thi thể của hai tên thích khách kia chứ? Chẳng lẽ, suy đoán của bọn họ sai rồi? Hay là, Tôn Phương Nhi nói dối? Chỉ có 5 tên thích khách chết chứ không phải 7 tên. Sao vậy? Vương gia cho rằng vẫn còn nơi đáng nghỉ sao, vậy lục soát tiếp một lần nữa là được. Quý Thái Phi hừ giọng nói. Dạ vương ngẩng đầu lên, ý hay đấy. Hắn không tin thích khách không ở trong này. Bây giờ Lộ Công Công ở đây, hắn yêu cầu lục soát một lần nữa thì không hợp lý, nhưng đích thân Quý Thái Phi nói ra, vậy thì hắn cứ thuận thế mà theo vậy. Quý Thái Phi vốn chỉ tùy tiện nói như vậy, không ngờ hắn lại thật sự muốn lục soát một lần nữa, hoàn toàn không đi theo con đường bình thường, bà ta tức đến ngơ ra, được, ngươi lục soát đi, lục soát thoải mái, ban nãy không tìm ra được, ai ra không tin lục soát một lần nữa có thể tìm ra được. Gì? Dạ vương phân chia thuộc hạ lục soát lại Từ An cung một lần nữa. Quý Thái Phi lùi về bên cạnh Lộ Công Công, buồn bã nói, tiên thái hậu mới đi có mấy ngày chứ. Có thích khách đến, rồi cung điện lại bị lục soát hết lần này đến lần khác, linh hồn người trên trời cũng không thể yên ổn được. Lộ Công Công cũng cảm thấy lần này dạ vương quả thực có hơi làm loạn, hoàng thượng hạ lệnh lục soát cung điện, nhưng ở những cung điện khác hắn chỉ tùy tiện lục soát, chỉ nhằm vào Từ An cung, lục soát một lần vẫn chưa đủ. Còn phải lục soát lại một lần nữa. Cho dù thích khách thật sự vẫn còn ở trong cung, cũng không thể nào trốn ở Từ An cung được chứ. Nhiếp chính vương anh minh như vậy, sao trước khi đi lại tiến cử vương gia nhàn rỗi dạ vương này cho hoàng thượng chứ? Hắn cũng chỉ biết làm loạn ở bên ngoài mà thôi. Lần thứ hai lục soát cung, dạ vương đã có phát hiện. Không phải phát hiện thích khách, mà là phát hiện thái độ của Quý Thái Phi có điều khác lạ. Hắn phát hiện, hắn đi những nơi khác lục soát. Đa số Quý Thái Phi sẽ không đi theo, cho dù có để ý thì cũng chỉ là đứng từ xa nhìn, chỉ khi trở về trong hoa viên, bà ta đi theo từng bước, bắt đầu làm khó. Hắn cảm thấy, trong hoa viên có ẩn tình. Nhưng giếng đã lục soát rồi, không có gì, những nơi khác của hoa viên đều là hoa và cỏ, một đống chậu hoa trong góc tường kia đã có sẵn từ trước, nhìn có vẻ chưa bị di chuyển đi. Không, chậu hoa đã bị di chuyển, nó bị dịch về phía bên trái tường, còn có vết bùn vàng. Chương 507, gánh tội thay. Dạ vương chỉ vào góc tường, người đâu, chuyển hết chậu hoa ra chỗ khác. Quý Thái Phi nghe thấy vậy, lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm giọng nói, dạ vương, ngươi làm loạn đủ chưa? Chỗ hoa này là do tiên thái hậu đích thân trông xuống, hơn nữa chậu hoa sao có thể giấu thích khách được chứ? Lộ Công Công cũng nói, đúng vậy, dạ vương, chậu hoa này sao có thể giấu một người sống sờ sờ ra đó được chứ? Nhìn thôi cũng biết được mà. Dưới đáy chậu hoa là bụi cỏ, chẳng lẽ, thích khách còn có thể giấu ở dưới đất sao? Dạ vương nói, người sống thì giấu không nổi, nhưng thi thể thì sẽ giấu được thôi nhỉ? Thi thể, Lộ Công Công ngơ ra, dạ vương đoán là thích khách đã chết rồi sao? Nếu đã chết rồi, ai lại giấu thi thể thích khách đi chứ? Trong cung phát hiện ra thích khách, những tên đã chết rồi đều bị ném xuống một tập thể sau khi khám nghiệm tử thi, nếu vẫn còn thích khách, bọn họ nhất định sẽ trốn đông trốn tây. Nếu đã chết, sao Quý Thái Phi phải giấu thi thể đi? Đó là thi thể của thích khách, chẳng lẽ bà ta có thể bán ra vàng chắc? Còn sống hay chết, phải tìm ra mới biết được. Dạ vương chỉ huy cấm quân đi di chuyển chậu hoa ra. Bụi cỏ dưới đáy chậu hoa rất mềm, có dấu vết từng bị đào, bụi cỏ là sau đó mới được đắp vào. Sắc mặt Quý Thái Phi trắng bệch, nhưng bà ta không thể tiến lên ngăn cản, bà ta vẫn muốn giả vờ như mình không biết gì. Cấm quân đào bụi cỏ ra. Quả nhiên phát hiện thi thể của hai tên thích khách, cấm quân kéo hai thi thể ra, ném xuống trước mặt dạ vương. Quý Thái Phi che miệng kêu lên, trời ơi, sao lại có thi thể ở nơi này? Lộ Công Công cũng cảm thấy kỳ lạ, khó hiểu nhìn dạ vương. Dạ vương không giải thích, chỉ hạ lệnh, người đâu, mời Nhiếp Chính Vương Phi và Hình Bộ Mô Tác đến đây khám nghiệm tử thi. Việc phát hiện thi thể trong Từ An cung đã lan truyền khắp cung, các cung đều sai người đến thăm dò tin tức.
Lộ Công Công đã lập tức đi bẩm báo hoàng đế lúc đó, sau khi hoàng đế nghe thấy vậy, một lúc lâu không nói gì, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thương Mai, ngươi đi đi, kiểm tra cẩn thận một chút, có bất cứ phát hiện gì thì đích thân ngươi hồi báo cho trẫm. Vâng, Thương Mai cúi người, rời khỏi điện. Cô nhìn cảnh trời chiều, hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài, hoàng đế bảo cô đích thân bẩm báo, có nghĩa là đã có vài phần tin tưởng cô. Quý Thái Phi à, hoàng đế không dễ qua mắt đâu. Rất nhanh đã khám nghiệm xong tử thi, chất độc giống với năm tên thích khách kia, Thương Mai đích thân trở về bẩm báo với hoàng đế. Dạ vương và lương vương cũng đến rồi, mọi người đều đang đợi hoàng đế đưa ra quyết định. Mọi người đều biết, lúc này trong lòng hoàng đế đã rất rõ ràng, chỉ xem liệu hắn có đưa ra quyết định này hay không thôi. Nhưng mà, mọi người cũng biết, hoàng thượng rất khó để đưa ra quyết định này, bởi vì, Quý Thái Phi là muội muội ruột của mẫu hậu ông ta, là di mẫu của ông ta. Hơn nữa, nếu đưa ra quyết định này, thì sẽ trái với lời dạy dỗ dùng nhân hiếu trị quốc của tổ tiên, đồng thời, cũng sẽ là một sự sỉ nhục với tiên đế, bởi vì, Quý Thái Phi là quý phi của tiên đế. Hoàng đế muốn xét tội quý phi của tiên đế, trước hết là sẽ sỉ nhục tiên đế, một người con trai như ông ta lại đi làm việc này, quả thực là đã làm khó ông ta. Nhưng mà, trước mắt ngoại trừ ông ta ra, còn ai có thể hỏi tội Quý Thái Phi được nữa? Ông ta im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thương Mai, người qua đây, trẫm có điều muốn nói với ngươi. Tâm trạng Thương Mai trùng xuống, mong là cô phải giống như cô dự đoán. Hoàng đế xua tay, bảo mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Thương Mai trong điện. Không khí trong điện lập tức trở nên bức bối. Thương Mai thấp thỏm, đợi hoàng đế mở lời. Hoàng đế im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, từ giọng nói có thể nghe ra ông ta đang rất khó khăn, chuyện thích khách này đã ầm đến mức ai ai cũng biết rồi, các cung khác đều đang trông ngóng, đợi giả vương có thể điều tra ra thân phận và người đứng sau sai khiến thích khách, hình bộ cũng đã tham gia vào việc điều ra, thật ra, trâm vẫn thật sự hy vọng là do ngươi làm. Thương Mai nhếch miệng, chế giễu nghĩ, đúng vậy, xử lý một nhiếp chính vương phi, kiểu gì cũng sẽ tốt hơn xử lý một quý thái phi. Hoàng đế nói tiếp, chuyện này, một khi bị điều tra tới Quý Thái Phi thì sẽ bị ảnh hưởng toàn cục, ngươi là người thông minh, ngươi nên biết, nếu như Quý Thái Phi bị định tội thì sẽ liên lụy đến cả mặt mũi của tiên đế. Giọng nói Thương Mai khàn khàn, ta hiểu. Thế nên, hoàng đế nhìn cô, chấm biết làm như vậy sẽ khiến người ấm ức, nhưng cũng không còn cách nào khác, chuyện này nếu lão thất biết cũng sẽ làm như vậy, ngươi yên tâm, chấm sẽ không xử lý ngươi, nhiều nhất cũng sẽ chỉ giáng ngươi từ nhất phẩm vương phi xuống nhị phẩm mà thôi. Nhưng cũng sẽ ngầm bồi thường cho ngươi, còn về phía Quý Thái Phi, trẫm sẽ tìm người giết bà ta, rồi lấy lý do đột tử thông báo thiên hạ, tránh để bà ta lại làm ra chuyện gì làm mất mặt mũi của tiên đế, cũng giữ lại cho bà ta một ít mặt mũi. Xem như là giữ lại mặt mũi cho lão thất. Nói xong, hoàng đế lại nói thêm một câu, trẫm chỉ đang thương lượng với ngươi mà thôi, không phải hạ chỉ, ngươi có thể không đồng ý. Thương Mai thầm cười khổ, cô có thể không đồng ý sao? Cô nào có quyền lựa chọn chứ? Cái gọi là sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, thật ra chỉ là không làm tổn hại đến danh dự của tiên đế mà thôi, còn về những quan viên dưới trướng Quý Thái Phi kia, chẳng lẽ không nên xét tội sao? Bọn họ đang kết bè kết đảng, mưu đồ xoán vị đó. Lòng cô nặng nề, không phải vì cô phải gánh lấy tội danh này, mà là cô nhìn rõ được tâm tư của hoàng đế, từ đầu tới cuối hoàng đế chỉ kiêng sợ lão thất, trước kia người của Lương Thái Phó ông ta không xử lý. Nói là lợi dụng để kiềm chế Nam Hoài Vương, nhưng bây giờ người của Quý Thái Phi ông ta cũng vẫn không xử lý, chỉ xử lý một mình Quý Thái Phi, giữ lại đám người kia làm gì chứ? Nam Hoài Vương vẫn chưa chết, đám người kia vẫn luôn đi theo Nam Hoài Vương và Quý Thái Phi, một chủ tử chết rồi thì vẫn còn một chủ tử nữa, vốn chẳng có gì thay đổi cả. Ban đầu Tiêu gia không có ý đồ mưu phản, ông ta đã kiêng sợ như vậy rồi, thậm chí còn không tiếc hy sinh hạnh phúc của Tráng Tráng, giờ đây... Rõ ràng là ông ta biết dã tâm mưu phản của Nam Hoài Vương và Quý Thái Phi nhưng lại vẫn khoan dung một lần nữa. Dạ vương nói ông ta đồng ý phái ám vệ để ám sát Nam Hoài Vương, bây giờ hiểu rõ là vì còn Quý Thái Phi ở đây, nên ông ta mới có thể ra tay với Nam Hoài Vương, bây giờ phải giết Quý Thái Phi, ông ta chắc chắn sẽ tha cho Nam Hoài Vương. Mà mục đích chủ yếu nhất của người đứng sau làm mọi thứ chính là giữ lại đối thủ cho lão thất, giữ lại người có thể kiềm chế lão thất. Cô cảm thấy nặng nề là vì Mộ Dung Khanh, vì người đàn ông của cô cảm thấy mọi việc này quá đáng thương cho hắn rồi. Hắn vẫn còn trên chiến trường mà, hắn đã giao cả tính mạng mình ra rồi mài. Giọng nói của Hoàng Thế lạnh lạnh chuyên đến,
kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Vương Phi, người suy nghĩ thế nào rồi? Suy nghĩ, vốn dĩ chẳng có thời gian cho cô suy nghĩ. Thương Mai rũ mắt, mọi việc Thương Mai đều nghe theo sắp xếp của Hoàng thượng. Hoàng đế hỏi, người tự nguyện sao? Tự nguyện, tự nguyện, cô là kẻ ngốc mới tự nguyện, cô bị ép đó. Hoàng đế thở phào một hơi, lão thất vẫn luôn nói ngươi là một người hiểu lý lẽ, theo chấm thấy thì đúng thật là vậy, rất tốt, chấm sẽ nói lại với hình bộ, nói ngươi đã sai ám vệ hù dọa Quý Thái Phi vì ân oán riêng giữa ngươi và Quý Thái Phi, chấm niệm tình nhiếp chính vương đang ở trên chiến trường chống lại quân địch, hơn nữa Quý Thái Phi cũng không bị thương, nên sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi, tạm thời giữ lại trong cung, xem biểu hiện sau này. Thương Mai kìm nén tâm trạng, Thương Mai tạ ân điển của Hoàng thượng. Ngươi ra ngoài đi, Hoàng đế xua tay, kêu cô rời đi. Thương Mai cáo lui, từng bước lui đến cửa điện, rồi quay người mở cửa điện ra ngoài. Dạ vương, lương vương, lão thái quân đều ở bên ngoài điện đợi Thương Mai. Thấy Thương Mai ra ngoài, lương vương vội bước đến, sao rồi? Hạ ý chỉ chưa? Thương Mai ngẩng đầu lên nhìn lương vương, lặp lại từng câu từng chữ của Hoàng đế, hạ rồi. Vì nhiếp chính vương phi có ân oán riêng với Quý Thái Phi nên đã sai ám vệ hù dọa Quý Thái Phi, chấm niệm tình nhiếp chính vương đang ở trên chiến trường chống lại quân địch, hơn nữa Quý Thái Phi cũng không bị thương, nên sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi, tạm thời giữ lại trong cung, xem biểu hiện sau này. Chương 508, đứa trẻ vô lại. Vừa nói xong, mọi người đều chấn động. Duy chỉ có Dạ vương khẽ nhếch miệng lên, như là đã sớm đoán được. Trần Thái Quân thấp giọng nói, đi. Trở về rồi nói. Thương Mai không biết đã trở về Huệ Khánh Cung như thế nào, trong lòng chỉ cảm thấy bi phẫn, có nỗi bực dọc, ấm ức, căm giận không thể nói thành lời. Vì cô, cũng vì lão thất. Tráng Tráng hỏi tình hình, Thương Mai cũng trần thuật lại một lần. Lương Vương ngồi xuống, lẩm bẩm, sao lại như vậy chứ? Bao nhiêu ngày qua của chúng ta đều uổng phí cả sao? Dạ Vương nhàn nhạt nói, người đó... Hỏi ra được lời như vậy chứng tỏ ngươi không phải người làm việc cho hoàng đế rồi. Lương Vương ngẩng đầu lên, hoàng thúc đã sớm biết phụ hoàng sẽ đưa ra quyết định như vậy sao? Nhưng tại sao chứ? Tại sao à? Dạ Vương cười lạnh, nghĩ thôi là biết rồi, đảng phái của Quý Thái Phi vốn không thể nào tiêu diệt được, giờ cũng đã bị tiêu diệt cả rồi, bây giờ trong triều các quan đều là người của lão thất, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ để mặc chuyện này xảy ra sao? Chẳng lẽ làm hoàng đế không phải là mong mọi quan đều quy thuận sao? Lương Vương thật sự không hiểu. Không, vào lúc quan trọng, thì cần các quan quy thuận, ví dụ như lúc chiến tranh, nhưng giữ nước thì lại không cần nữa, mỗi người đều có tính cách riêng, cách hành sự riêng, dã tâm riêng, làm hoàng đế không thể nào hoàn toàn khống chế một người được, chỉ có thể thông qua cách cản trở. Để kiềm chế, trong triều tốt nhất là phải chia đảng phái, chỉ khi chia đảng phái mới có thể kiềm chế lẫn nhau được. Nhưng mà, chia đảng phái cũng phải xem thời điểm chứ. Lương Vương không dám đồng ý tùy tiện với cách làm này, giờ đây thù trong giặc ngoài chưa giải quyết hết, thù trong đã nổi lên, chẳng lẽ không nên áp chế lại sao? Áp chế được nội loạn mới có thể một lòng chống địch chứ. Dạ Vương nhìn Thương Mai, người hiểu rõ rồi sao? Thương Mai nặng nề nói, sao mà không hiểu được chứ? Hoàng thượng vừa nói là ta đã hiểu rồi. Dạ Vương nói, người cũng không cần cảm thấy ấm ức. Ngươi tuyệt đối không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, và cũng không phải người thảm nhất là vật hy sinh của hoàng quyền. Trần Thái Quân nhìn Thương Mai, đúng vậy, con có công lao, là Bồ Tát sống trong lòng bách tính, con được bách tính đưa lên vị trí cao, hoàng thượng buộc phải kéo con xuống, nếu không, con có thể giúp đỡ cho quyền lực của nhiếp chính vương, trực tiếp uy hiếp đến quyền lực trung ương. Thương Mai cười khổ, con hiểu, mọi người không cần phải giải thích với ta cô nên nghĩ đến từ sớm, nhưng mà... Cô vẫn luôn cho rằng hoàng đế là ngoại lệ, bây giờ nghĩ lại, có gì là ngoại lệ đâu chứ. Một người vì đế vị của mình, đến tình yêu và dục vọng cũng có thể khống chế, còn có gì mà không làm được nữa đâu. Thương Mai cảm thấy chán nản, có một cảm giác lạnh lẽo lan ra từ trái tim, giống như sau khi bạn vượt qua hàng vạn khó khăn, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể đứng trên đỉnh núi ngắm ánh nắng, lại nhận ra còn có một ngọn núi cao khác không thể vượt qua được, mà lúc này, bạn đã hết sức rồi. Cô nhìn Tráng Tráng, sắc mặt Tráng Tráng lạnh nhạt, nàng là vật hy sinh đầu tiên, là vật hy sinh của hoàng quyền, về quyết định này của hoàng đế cũng không thấy kỳ lạ. Giữ lại đám người đó là để kiềm chế lão thất, còn ta gánh cái tội này, cứ nghĩ tới là thấy khó chịu. Thương Mai ngẩng đầu nhìn Dạ Vương, ta không cam lòng, người có cách gì không? Trước kia mấy người tính làm thế nào?
Ánh mắt Dạ Vương sáng lên, người vẫn còn muốn làm gì đó nữa sao? Cho dù ta gánh cái tội danh này, ta cũng phải gây âm ý một trận. Thương Mai nghiến răng nói. Dạ Vương vỗ tay, tốt, tốt lắm, bản vương rất tán thưởng người muốn chết thê thảm như vậy. Nếu ngươi đã muốn làm lớn chuyện, bản vương sẽ theo ngươi, dù sao mọi chuyện cũng âm, đến mức này rồi. Dạ Vương nhìn Trần Thái Quân, người có sợ hay không? Sợ gì chứ, sợ chết sao? Lão Thái Quân trừng mắt nhìn hắn, lão thân ngửi cả mùi quan tài rồi, sợ gì nữa chứ? Lương Vương có chút ngơ ra, gây chuyện thể nào đây? Phía bên phụ hoàng định xử lý Quý Thái Phi thế nào? Nói là tìm cách khiến bà ta tự vẫn, sau đó tuyên bố ra bên ngoài là đột tử. Thương Mai nói. Trần Thái Quân cười lạnh, tuyên bố đột tử. Chuyện này là không thể nào, người ngoài chắc chắn sẽ suy đoán, đến lúc đó, sau khi tội danh con giết Quý Thái Phi bị định đoạt, đằng chuôi sẽ nằm trong tay ông ta, người ngoài sẽ không nói là Quý Thái Phi đột tử, chỉ nói là bà ta bị con bức chết mà thôi. Đúng vậy, con bức chết mẹ chồng của mình, lão thất cũng phải gánh tội danh bất hiếu này, có vết như này, lão thất sẽ khó mà làm gì được. Thương Mai nói. Dạ Vương nhìn Thương Mai, kế hoạch ban đầu của bản vương là để Nghi Quý Phi làm một vở kịch, giờ đây vở kịch này vẫn cần tiếp diễn, người có muốn tham gia không? Nghi Quý Phi, Thương Mai không biết hắn đã tìm Nghi Quý Phi, người nói kế hoạch ban đầu của bọn ngươi đi. Năm người ở cùng một chỗ, bàn luận một canh giờ. Sau đó, mọi người lặng lặng rời đi. Chuyện này vẫn chưa thể lập tức làm lớn lên được, vẫn còn phải đợi thêm, đợi sắp xếp thỏa đáng, đợi mọi người đều chuẩn bị xong. Thương Mai không cần phải ở trong Hy Vi Cung, bèn đi thăm Tôn Phương Nhi. Tôn Phương Nhi vẫn chưa thể rời giường, miệng vết thương đang hồi phục rất tốt, ngự y chăm sóc rất ổn. Vừa hay Hạ Lâm vào cung, mang theo một ít bánh ngọt do đích thân Đan Thanh huyện chủ làm cho Thương Mai. Hạ Lâm thấy Thương Mai ở trong phòng của Tôn Phương Nhi bèn chạy thẳng tới, vừa hay Thương Mai đang xem vết thương cho Tôn Phương Nhi, Hạ Lâm thoải mái bước vào không chút cố kỵ, Tôn Phương Nhi tức giận nói, ngươi đi ra ngoài. Hạ Lâm ngơ ra, ấp úng nói, ta làm sao? Tôn Phương Nhi nhanh chóng kéo chăn che bụng mình lại, sắc mặt lạnh lùng cút. Hạ Lâm ấm ức quay người chạy ra ngoài, bánh ngọt trong tay rơi xuống đất. Thương Mai nhàn nhạt nói, ngươi tức giận như thế làm gì? Hắn có biết gì đâu, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hắn mà còn là đứa trẻ sao? Tôn Phương Nhi không vui nói, chưa thấy đứa trẻ nào lớn như vậy, nếu như có phải, thì cũng là một đứa trẻ vô lại. Được rồi, người cũng đâu phải là không biết hắn. Thương Mai kéo chăn ra, tiếp tục đắp thuốc cho nàng. Đắp thuốc xong, Thương Mai nhặt bánh ngọt dưới đất lên, đi ra ngoài. Hạ Lâm ngồi trên bậc thêm bên ngoài điện, sắc mặt lạc lõng. Tỷ tỷ, ta đã đắc tội với tỷ tỷ tiên nữ sao? Ta làm sai gì rồi? Hạ Lâm bất an hỏi. Thương Mai ngồi xuống, sờ mặt hắn, đứa trẻ này, nói về lý luận chất độc thì nói đâu ra đấy, nhưng trong cuộc sống thì vẫn là một đứa trẻ ngốc. Không sao, sức khỏe của tỷ tỷ đó không tốt, bị thương rồi, vết thương đau, khó tránh tâm trạng không tốt tìm người chút giận, không phải cố tình nhằm vào Hạ Lâm đâu. Thương Mai an ủi. Tỷ ấy vẫn chưa khỏe sao? Hạ Lâm quay đầu nhìn vào trong điện, đương nhiên là không nhìn thấy Tôn Phương Nhi, sắc mặt vẫn có chút lo lắng bất an, ta nghe thấy tỷ ấy nói ta là một đứa trẻ vô lại là sao chứ? Vô lại, Thương Mai cười, vô lại là từ không tốt, chỉ là nàng không hiểu ngươi thôi, đợi sau khi nàng hiểu rõ ngươi sẽ không nói ngươi như vậy nữa. Vậy sau này ta không vào đó nữa, Hạ Lâm nói. Ngươi đừng vào nữa cũng được. Thương Mai không muốn thấy Hạ Lâm phải chịu ấm ức nữa, Tôn Phương Nhi này cũng thật nhỏ mọn. Không phải nàng biết Hạ Lâm là một đứa nhỏ ngốc rồi sao? Chương 509, ai ra phải ra tay thôi. Hạ Lâm tựa đầu vào vai Hạ Thương Mai, thân hình cao lớn của hắn cúi gập xuống, đại tỷ, mẫu thân tới tìm đệ. Bà ta tới tìm đệ làm gì? Thương Mai giật mình, Trần Nguyệt Nhung này chẳng phải hạng người tốt lành gì. Bà ta nói nhớ đệ, Hạ Lâm đỏ mắt nói. Ngoài chuyện đó ra bà ta còn nói gì nữa? Thương Mai cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Hạ Lâm nói, mẫu thân nói nhớ đệ, muốn mua đồ cho đệ, nhưng bà ta không có bạc, bảo đệ đưa bạc cho bà ta, rồi bà ta tặng đồ cho đệ. Thương Mai tức giận nói, bà ta hỏi đệ bao nhiêu bạc? Bà ta tặng đồ cho đệ mà đệ phải đưa bạc cho bà ta à? Bà ta đòi 100 lượng, nhưng đệ không có nhiều như thế. Rồi cuối cùng đệ có đưa cho bà ta không? Hạ Lâm ngồi thẳng dậy, nhìn Thương Mai, đại tỷ, bà ta nói đệ là nhi tử của bà ta. Nên đệ phải nuôi dưỡng bà ta,
đệ đã hỏi Thúy Ngọc cô cô, Thúy Ngọc cô cô cũng nói thế. Thúy Ngọc cô cô cũng bảo đệ đưa bạc cho bà ta. Thương Mai nhất thời tức giận, lẽ ra ban đầu cô không nên giữ Thúy Ngọc lại, cô còn tưởng bà ta thật sự thay đổi rồi, ai ngờ bà ta lại hùa theo Trần Nguyệt Nhung lừa bạc Hạ Lâm. Đại tỷ đừng giận, đệ chỉ cho bà ta 50 lượng, đệ hỏi mẫu thân muốn làm gì, thì mẫu thân nói là mua đồ cho đệ. Hạ Thương Mai an ủi, đại tỷ không giận, chẳng phải chỉ 50 lượng thôi à? Không sao. 50 lượng, Trần Nguyệt Nhung, bà đúng là đồ không biết xấu hổ. Hạ Lâm cười nói, đệ cho bà ta 50 lượng, bà ta mua cho đệ hai sâu hổ lô. Vẻ mặt hắn rất chỉ là thỏa mãn. Thương Mai siết chặt nắm đấm, được rồi, đệ cũng vào cung lâu rồi, chúng ta về thôi, đã lâu rồi tỷ không về thăm mẫu thân, nên lần này tỷ sẽ về cùng đệ. Vâng ạ, Hạ Lâm vui vẻ nhảy cẫng lên. Vừa về tới Thính Vũ Hiên, Thương Mai liền gọi Thúy Ngọc cô tới trước mặt, để đuổi bà ta đi. Vương Phi cho gọi nô tỷ có chuyện gì không? Thúy Ngọc cô hỏi. Thương Mai lạnh lùng nói, Thúy Ngọc, ban đầu mẫu thân nói giữ bà lại, ta đã phản đối rồi, nhưng vì mẫu thân cứ khăng khăng nên ta mới giữ. Bà lại, tuy nhiên bà không nên hùa theo Trần Nguyệt Nhung lừa bạc Hạ Lâm mới phải, ta không thể giữ bà ở lại đây được nữa, bà mau thu dọn đồ đạc. Rồi đi đi. Thúy Ngọc cô sửng sốt, nô tỳ không có. Không có, Thương Mai hơi lớn tiếng, Hạ Lâm tới hỏi bà rằng, hắn có nên nuôi dưỡng Trần Nguyệt Nhung không? Sao bà lại nói với hắn là nên? Thúy Ngọc cô ô lên rồi đáp, nhưng thiếu gia không hỏi nô tỳ như thế, nô tỳ hoàn toàn không biết Trần Nguyệt Nhung tới hỏi bạc thiếu gia chỉ về hỏi nô tỳ rằng, có phải làm nhi tử nên nuôi dưỡng mẫu thân đúng không? Tất nhiên nô tỳ phải nói là đúng thế, nô tỳ hoàn toàn không biết Trần Nguyệt Nhung tới. Thương Mai nửa tin nửa ngờ, bà nói thật. Vương Phi, nô tỳ đã đến bước đường cùng rồi, chính huyện chúa đã giữ nô tỳ lại. Sao nô tỳ có thể giúp Trần Nguyệt Nhung lừa bạc thiếu gia chứ? Thúy Ngọc oan ức nói. Thương Mai nghe vậy thì nói, nếu là thế thì ta đổ oan cho bà rồi, ta xin lỗi. Thúy Ngọc cô sửng sốt một lát, xin lỗi. Người làm chủ nhân lại đi xin lỗi nô tỳ. Nhưng Thương Mai đã đứng dậy rời đi rồi, chuyện Trần Nguyệt Nhung tới đòi bạc đã khiến cô nhất thời nảy ra một ý tưởng, có lẽ cô có thể bắt đầu gây chuyện từ chỗ phế thái tử. Chuyện Lương Thái Phó sai người giết Lương Tân. Đã bị cô cưỡng ép đè xuống, lúc đó không thích hợp để làm to chuyện, hơn nữa cô cũng không muốn bệnh tình hoàng đế càng nặng hơn, nhưng giờ ngâm lại, cô đã suy nghĩ thái quá rồi. Bạn muốn cho người ta sống tốt, nhưng người ta lại chẳng muốn thế với bạn. Bên phế thái tử vẫn luôn có người giám sát. Thương Mai đã biết được đại khái tình hình bên đó, nên quay về bàn bạc với Lương Vương. Vì dù gì chuyện cũng liên quan đến mẫu phi của hắn và hắn, nên phải có sự đồng ý của hắn. Lương Vương vừa nghe thấy ý tưởng của Thương Mai, thì đồng ý ngay, thấy hắn đồng ý, cô liền quay về tìm Hạ Lâm, bảo hắn nghiên cứu điều chế ra thuốc độc giống như thích khách. Quay về bên Quý Thái Phi, bà luôn nghe ngóng động tĩnh các cung, theo dõi nhất cử nhất động của Hy Vi Cung và Huệ Khánh Cung. Từ lúc Thương Mai rời khỏi Hy Vi Cung, bà bắt đầu trở nên thấp thỏm. Bà biết mình phải nhanh chóng trừ khử Tôn Phương Nhị, bởi vì ngoài việc nàng ta am hiểu về độc, thì còn vì nàng ta đã biết quá nhiều. Quý Thái Phi cảm thấy rất nguy hiểm, bà biết lần này là tai họa lớn nhất của bà. Đồng thời, bà nhận ra Dạ Vương đang điều động người của Tố Nguyệt Lâu, còn Hạ Thương Mai thì điều động ám vệ. Hoàng đế cũng tăng cường phòng vệ cho Từ An Cung, nhưng bà biết bọn họ đang giám sát bà. Quý Thái Phi, A Phúc vội vàng đi vào, nô tài vừa tới nội phủ một chuyến, nhận ra người trong nội phủ đang chuẩn bị tang lễ. Tang lễ, bọn họ chuẩn bị tang lễ cho ai? Quý Thái Phi ngạc nhiên hỏi. A Phúc trầm giọng đáp, nghe nói là phụng theo ý chỉ của Hoàng thượng, quy cách tang lễ là từ Quý Phi trở lên. Quý Thái Phi tức giận, người mau đi nghe ngóng đi, đồng thời giám sát Hy Vi Cung, xem thử bên đó có động tĩnh gì không, còn nữa, cầm bạc tới tìm Bao Công Công, ai ra muốn biết mọi chuyện. A Phúc cầm sấp ngần phiếu đi tìm Bao Công Công. Bao Công Công nhận lấy ngần phiếu, lạnh nhạt nói, bản công công chỉ có thể trả lời một câu hỏi, người hỏi đi. Hỏi xong rồi thì sau này đừng tới tìm ta nữa. Hoàng thượng muốn làm gì Quý Thái Phi? A Phúc hỏi. Bao Công Công ngẩng đầu đáp, giết. A Phúc kinh hãi, tại sao? Bao Công Công cười khẩy, ngươi chỉ được hỏi một câu, ta sẽ không trả lời thêm nữa. Lần trước che giấu giúp các ngươi, mà ta đã bị Hoàng thượng nghi ngờ, ta sẽ không bao giờ phản bội Hoàng thượng nữa. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. A Phúc cũng không đuổi theo.
mà ngẫm nghĩ kỹ lưỡng rồi sợ hãi tột độ, nên vội vàng quay về báo cáo với Quý Thái Phi. Dạ vương chặn Bao Công Công ở khúc cua, ông ta vội cúi người nói, theo lời căn dặn của vương gia, nô tài đã tung tin này ra ngoài rồi. Dạ vương ngậm cọng cỏ trong miệng, cười vô lại, tốt lắm. Vương gia, một khi hoàng thượng biết được chuyện này, e rằng tính mạng của nô tài sẽ khó mà bảo toàn, nên mong người hãy giữ bí mật. Bọn họ vốn định âm thầm giết Quý Thái Phi, để phòng ngừa bà ta có sự chuẩn bị, đến lúc đó làm lớn chuyện sẽ rất khó coi. Nhưng giờ để Quý Thái Phi biết ý định giết người của hoàng thượng. Bản vương làm chủ mưu còn chẳng sợ, người sợ cái gì? Người cứ yên tâm, nếu hoàng thượng biết được, rồi trách tội xuống, một mình bản vương sẽ gánh hết. Dạ vương nói xong thì ung dung rời đi. A Phúc bẩm báo lại lời Bao Công Công nói với Quý Thái Phi, bà ta cả kinh, càng nghĩ càng thấy sợ. Không được, bà phải xuất cung một chuyến. Cũng may mặc dù hoàng đế tăng cường đề phòng bà, nhưng không hạn chế sự tự do của bà, mà chỉ phái người theo dõi. Bà quay về vương phủ, tới Thanh Ninh Các, đi vào mật thất, thay đồ cải trang rồi đi ra ngoài. Đây là thời điểm mấu chốt nên bà chỉ được thắng không được thua. Bà không biết Hạ Thương Mai và Dạ Vương định làm gì, nhưng chuyện đã đến nước này, có lẽ Hạ Thương Mai sẽ không tha cho bà. Nên lần này bà cho rằng, khả năng lớn nhất để họ điều động Tố Nguyệt Lâu và ám vệ, là muốn ám sát bà. Hoàng đế muốn giết bà, Dạ Vương và Hạ Thương Mai cũng muốn lấy mạng bà đã không còn đường lui nữa rồi. Bà tập hợp tất cả sát thủ tử sĩ mà bà có thể điều động trong tay, rồi chia thành 3 nhóm ám sát. Nhóm thứ nhất ám sát Hạ Thương Mai và Tôn Phương Nhi. Nhóm thứ hai, ám sát Tam Hoàng Tử và Mai Phi. Còn nhóm thứ ba là Lương Vương và Dạ Vương. Giết mấy người này, chắc chắn triều đình và hậu cung sẽ đại loạn, hoàng đế cũng không thể nào trốn trong Hy Vị Cung được nữa. Chỉ cần ông ta bước ra khỏi sự phòng hộ như tường đồng vách sắt của Hy Vi Cung, bà sẽ có cơ hội xuống tay với ông ta. Giết được hoàng đế, bà sẽ nâng đỡ thất hoàng tử đăng cơ, như vậy bà có thể nắm quyền hành trong tay. Còn Mộ Dung Khanh, dù hắn thắng trận trở về, chỉ cần lão bát không đưa thuốc giải, hắn sẽ chết thôi. Chương 510, kế sách của Quý Thái Phi. Lần này, để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào, Quý Thái Phi đã bỏ ra một số vốn lớn, phái toàn bộ tử sĩ ra ngoài. Tử sĩ trong tay Nam Hoài Vương đều do bà đào tạo ra, trong đó có một nhóm người đã đưa tới Nam Quốc, nhưng trong tay bà vẫn còn hơn 300 người, mấy người này đều liều mạng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bất chấp tất cả. Bà quyết định sẽ hành động vào tối mai, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, bà hồi cung, chuyên nghi Quý Phi và Thất Hoàng Tử tới. Hai ngày nay, Ai Gia cảm thấy buồn chán, nên ngươi để Thất Hoàng Tử ở lại với Ai Gia đi. Quý Thái Phi lạnh nhạt nói. Nghi Quý Phi khẽ cười đáp, nếu Quý Thái Phi cảm thấy buồn chán, thì bản cung và tiểu thất sẽ cùng ở lại đây với Quý Thái Phi. Ngươi, Quý Thái Phi ngẩng đầu, ý cười không đạt tới đáy mắt nói, Quý Phi phải giải quyết chuyện trong hậu cung, nên rất bận rộn, không cần phải ở lại đây với Ai Gia đâu, cứ để thất nhi ở lại là được. Vậy thì không được, Nghi Quý Phi càng cười tươi hơn, nhưng lại hơi siết chặt tay, dù bản cung bận rộn thế nào, thì Quý Thái Phi cũng là trưởng bối. Là mẫu phi, phận làm nhi tức phụ, lẽ ra bản cung nên ở bên cạnh chăm sóc chu đáo. Quý Thái Phi cười khẩy, được rồi, ngươi không cần ở lại đâu, Ai Gia cũng không muốn nhìn thấy ngươi con dâu, nghe nói, Dạ Vương tới tìm ngươi, đúng không? Nghi Quý Phi gật đầu, đúng vậy, hai bên đã đánh một trận. Thế à, Quý Thái Phi hờ hững ngước mắt lên, nhìn chằm chằm bà ta, hai người đánh nhau hay diễn kịch. Chuyện này chỉ có bản thân Quý Phi mới hiểu rõ, Ai Gia chỉ biết. Từ lúc Dạ Vương đến Nghi Lan Cung của ngươi, thì hai ngày nay Quý Phi bỗng trở nên cực kỳ không an phận. Ta không cho phép bà nghi ngờ mẫu phi của ta. Thất Hoàng Tử bỗng đứng phát dậy, lạnh lùng trừng mắt với Quý Thái Phi. Quý Thái Phi cười vẫy tay nói, tiểu thất, cháu tới đây, nói cho Ai Gia biết, cháu muốn làm hoàng đế không? Thất Hoàng Tử ngạo nghễ nói, tất nhiên là muốn. Có chí khí, Ai Gia nói cho cháu biết, cháu sắp có cơ hội làm hoàng đế rồi. Chỉ cần cháu ở lại với Ai Gia bảo đảm, chắc chắn sẽ cho cháu ngồi lên ngai vàng, trở thành hoàng đế. Thất Hoàng Tử ngẩng đầu nhìn Nghi Quý Phi, mẫu phi. Quý Thái Phi cười hờ hững, mẫu phi cháu không có năng lực đó, chỉ có Ai Gia mới có thể cho cháu hoàn thành tâm nguyện. Thất Hoàng Tử từng bước đi tới, Nghi Quý Phi đứng dậy, lạnh lùng nói, Quý Thái Phi, bản cung không cho phép tiểu thất ở lại đây. Quý Thái Phi nắm tay Thất Hoàng Tử. Khẽ nói, cháu nói cho mẫu phi cháu biết,
cháu muốn ở lại với ai ra không? Cháu muốn làm hoàng đế không? Nghi Quý Phi nhìn khuôn mặt cười hờ hững kia, chỉ thấy sởn da gà khắp người, người khác thì không biết rõ nhưng bà thì quá hiểu con người Quý Thái Phi, để đạt được mục đích, ngay cả nhi tử thân sinh của mình bà ta cũng có thể hy sinh, tiểu thất ở bên bà ta sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa lần này chắc chắn bà ta sẽ hành động, chỉ cần bà ta thành công, nâng đỡ tiểu thất đăng cơ, vậy thì người làm mẫu phi như bà sẽ trở nên vô ích, chắc chắn sẽ bị bà ta trừ khử. Bà kéo thất hoàng tử lại, tức giận nói, con không được ở bên bà ta, bản cung không cho con làm thế. Quý Thái Phi vỗ tay thất hoàng tử nói, cháu ra ngoài trước đi, ai ra muốn nói chuyện với mẫu phi cháu một lát, để mẫu phi cháu không phá. Hỏng chuyện đại sự của chúng ta, đúng không? Thất hoàng tử quay đầu, tức giận nhìn Nghi Quý Phi, mẫu phi, người sao vậy? Chẳng lẽ người không muốn nhỉ thần làm hoàng đế ư? Nghi Quý Phi sửng sốt, vô thức liếc nhìn Quý Thái Phi, bà ta đang nhìn bà đắc ý. Nghi Quý Phi nghiến răng nói, tiểu thất, con ra ngoài trước đi. Thất hoàng tử thấy mẫu phi giận tái mặt, đành phải đi ra ngoài. Nghi Quý Phi siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói với Quý Thái Phi, bản cung biết âm mưu của bà, lần này bà định khống chế tiểu thất để uy hiếp bản cung và hoàng thượng đúng không, bà đừng hòng. Quý Thái Phi nhàn nhã nói, Quý Phi, người đâu cần nghĩ bi quan đến thế. Lần này ngươi không cho ai ra thành công à? Bà thành công thì sao? Bà nâng đỡ tiểu thất lên rồi, chắc chắn sẽ giết bản cung. Nghi Quý Phi cười khẩy, bà đừng tưởng bản cung không biết bà định làm gì, lần này bà dốc hết sức đánh liều tới cùng, nếu thắng, bản cung cũng chẳng được lợi lộc gì, còn thua thì thất hoàng tử sẽ bị bà khống chế, để giữ lại tính mạng cho bà, bản cung không cho phép bà làm điều đó. Sắc trời dần trở nên ảm đạm, những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua ô cửa sổ, nhưng không thể xua tan sự u ám trong điện. Quý Thái Phi lấy đá lửa ra, thắp sáng nến trong điện, một cơn gió thổi vào, làm ánh nến lay lắt, chiếu sáng gò má vẫn còn u ám của Quý Thái Phi. Trừ tiểu kiêu, Quý Thái Phi từ tốn nói, ban đầu ai ra chọn ngươi, rồi dẫn ngươi từ Tiên Ti đến Đại Chu, từ một cô gái tân lâu trở thành quý phi cao quý như hôm nay, ngươi cảm thấy, ai ra sẽ không để lại đường lui nào cho mình, để phòng ngừa ngươi phản bội à? Nghi Quý Phi ngẩn người, bà đã làm gì bản cung? Bà hạ độc bản cung? Không. Quý Thái Phi khẽ cười, ngươi không cảm thấy, hoàng tử của ngươi độc ác hơn những người khác à? Nghi Quý Phi sợ hãi, bà đã làm gì tiểu thất? Quý Thái Phi phất tay nói, hắn không phải nhi tử của hoàng đế, mà là nhi tử của một ma vương khát máu, trong xương cốt hắn có sự hung ác của phụ thân hắn. Nghi Quý Phi cả kinh đến bật người dậy, bà nói bậy. Nói bậy, ngươi còn nhớ 2 tháng trước khi ngươi mang thai hắn, ai ra và ngươi cùng đi từ Vân Am không? Chẳng phải mấy buổi tối đó, ngươi luôn cảm thấy cả người mê man à? Đó là vì ai ra đã bỏ thuốc ngươi, đến tối, phụ thân của thất hoàng tử sẽ tới tìm ngươi, rồi ngươi về chưa được bao lâu thì mang thai. Nghi Quý Phi toát mồ hôi lạnh khắp người, quả thật có chuyện này, mấy ngày ở Từ Vân Am đó, bà luôn cảm thấy mê man, ăn cơm chay xong thì đi ngủ, nhưng vẫn không ngủ đủ, ban ngày thì mệt đến mức thắt lưng cũng đau, lúc đó Quý Thái Phi còn nói là vì bà leo núi quá mệt, nên bị nhiễm phong hàn. Sao bà lại làm thế với bản cung? Nghi Quý Phi điên cuồng hét lên, ma vương giết người. Không ngờ con bà lại là con của ma vương giết người. Bà vốn tưởng rằng mình có xuất thân thấp hèn, nhưng con bà lại có xuất thân cực kỳ tốt, đó là hoàng tử, với dòng dõi quý tộc con vua. Không những thế, từ khi thất hoàng tử được 3 tuổi, ai ra đã âm thầm ra lệnh cho Tôn Phương Nhi hạ độc hẳn, khống chế suy nghĩ của hắn, còn về phần tại sao ai ra lại làm thế, thì ngươi không nghĩ ra à? Ngươi biết quá nhiều chuyện của ai ra, nếu ngươi phản bội, chẳng phải ai ra sẽ chẳng còn gì để bảo đảm nữa ư. Nhi tử của ngươi là vũ khí để ai ra đối phó ngươi, nếu ngươi không nghe lời, thậm chí ai ra có thể khống chế hắn giết ngươi. Quý Thái Phi nói rất nhẹ nhàng, nhưng Nghi Quý Phi lại nghe như tiếng sét đánh, làm bà khiếp sợ đến mức hồn bay phách tán. Bà tự cho rằng mình rất thông minh, mặc dù nghĩ Quý Thái Phi độc ác, tâm cơ thâm sâu, nhưng bà đã theo bà ta suốt chặng đường. Cảm thấy mình đã thấu hiểu kế sách của bà ta, nhưng không ngờ, bà ta đã sớm trói mình bằng dây thừng, khiến bà vạn kiếp bất phục. Bà ngã ngồi xuống ghế, lắc đầu, bà lừa bản cung, bà lừa bản cung. Ai ra lừa ngươi, Quý Thái Phi gỡ cây châm cài tóc xuống, châm vào tâm cây nến, ngọn lửa bỗng bốc cháy, chiếu lên mặt bà ta từng đường vân nhỏ rất rõ ràng, mỗi đường vân nhỏ đều như ẩn chứa ý lạnh thâm độc, nên ngươi cứ việc hợp tác với Dạ Vương đi. Phụ thân thất hoàng tử là giáo đầu huấn luyện tử sĩ cho ai ra,
chỉ cần ông ta đứng trước mặt hoàng đế sẽ biết thất hoàng tử là con ai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.